Avezac. Hàng nghìn bài giảng miễn phí liên tục cập nhật và đổi mới. Vào thư viện app, tải ngay Avezac. Xin chào tất cả các em, thầy tên là Vượng, là giáo viên khóa học trực tuyến tại website khoahoc.vietjac.com. Hôm nay chúng ta tiếp tục cùng thầy tìm hiểu sang bài số 3 trong nội dung kiến thức vật lý lớp 10. Bài số 3 hôm nay các bạn tìm hiểu cùng thầy đó chính là bài chuyển động thẳng biến đổi đều. Như vậy nó khác với cái bài số 2 của các bạn đúng không? Bài số 2 chúng ta tìm hiểu về chuyển động thẳng đều. Thì bây giờ bài số 3 các bạn sẽ được nghiên cứu về chuyển động thẳng. Tức là giống nhau là đều, là quỹ đạo là thẳng đúng chưa? Nhưng nó khác nhau chỗ nào? Ở bài số 3 này chúng ta là liên quan đến biến đổi đều. Vậy cụ thể và chi tiết nó như thế nào thì các bạn sẽ cùng theo dõi với thầy. Cái loại chuyển động này là một trong loại chuyển động rất là phổ biến trong cuộc sống của các bạn luôn. Ví dụ các bạn có thấy là gì nhỉ? Các bạn thả một cái hòn bi đúng không? Một cái hòn bi này, để cho nó lăn trên một cái máng nghiêng đúng không ạ? Thì các bạn thấy là gì nhỉ? Cái hòn bi này nó sẽ chuyển động nhanh dần. Chúng ta sẽ mới biết là nó chuyển động nhanh dần thôi. Thế cụ thể hơn và chi tiết hơn về loại chuyển động này thì nó có cái gì đặc biệt? Ví dụ như là vận tốc của nó thay đổi như thế nào theo thời gian, và quãng đường nó đi được trong những khoảng thời gian bằng nhau có gì đặc biệt so với trường hợp của chuyển động thẳng đều, thì các bạn sẽ cùng được tìm hiểu trong bài học hôm nay. Để tìm hiểu rõ hơn thì các bạn cùng thầy lướt qua lại một số kiến thức trên lớp mà bạn được học. Thứ nhất, đó chính là về khái niệm vận tốc tức thời trong chuyển động thẳng biến đổi đều. Ok, vậy để nói cái khái niệm vận tốc tức thời này thì các bạn đã được học rồi đúng không? Trên lớp thầy cô giáo nói rất kỹ rồi. Thầy nói lại cho các bạn qua một số cái đặc điểm và công thức tính vận tốc tức thời và ý nghĩa của nó nhé. Ta cùng ôn lại với thầy. Nào, bây giờ để đơn giản thế này cho dễ hiểu, để cho những bạn nào trên lớp mà không hiểu được ấy thì xem lại bài của thầy thì vẫn có thể hiểu được. Thì thầy sẽ nói rõ hơn cho các bạn như sau. Về vận tốc tức thời nhá, chúng ta đã tìm hiểu qua về vận tốc trung bình rồi. Thế bây giờ vận tốc tức thời thì thầy sẽ xét cho các bạn như sau này. Ví dụ nhá, thầy xét một cái chất điểm nào đó này, nó đang di chuyển đúng không, trên một cái quỹ đạo là quỹ đạo thẳng. Ok chưa nào? Đây, gốc O này, được chưa nào? Có tọa độ X này, được chưa? Đây là trục OX mà các bạn chọn. Thì vào một thời điểm T đúng không ạ? Vào một thời điểm T các bạn học cái này rồi. Ok chưa? Vào một thời điểm T thì chất điểm này ở vị trí là M, nhớ thầy nhá. Sau đó đến một cái thời điểm tiếp theo là thời điểm T cộng delta T. Delta T là cái khoảng thời gian mà nó thực hiện thêm. Ok chưa? Thì nó sẽ rời sang cái vị trí có tọa độ là M phẩy. Và cái độ rời này các bạn biết rồi đúng không? Độ rời này nó chính là delta x. Delta x này nó chính là M phẩy. Các bạn lưu ý thầy nhá. Ok chưa? Như vậy là gì? Lúc đầu nó có tọa độ là x, vào thời điểm T tọa độ nó sẽ là x, nhưng vào thời điểm T cộng với delta T thì nó sẽ có tọa độ là x cộng với delta x. Đấy, các bạn nhớ thầy. Đây, và delta x này được gọi là gì nhỉ? Vector độ rời, các bạn học rồi đúng chưa nào? Nó sẽ là dương nếu như cái M phẩy này cùng với chiều dương OX. Còn nếu sẽ là âm nếu như M phẩy này ngược với chiều dương OX. Trong trường này thầy vẽ thì nó là cùng với chiều dương, nên đương nhiên là M phẩy này bằng delta X và là giá trị dương. Lưu ý thầy nha. Thế các bạn được học về vận tốc trung bình rồi đúng không? Vận tốc trung bình, được chưa, là bằng delta X, đúng chưa các bạn? Là bằng X2 trừ X1 đấy, đúng không? Chia cho khoảng thời gian. Đây, được gọi là vận tốc trung bình, ký hiệu là V trung bình. Nhưng bây giờ có một điều đặc biệt này, là nếu như cái thời gian delta T này của thầy, nếu như thời gian delta T thầy xét là vô cùng bé, được chưa, vô cùng bé, tức là có thể nói là gì nhỉ, rất nhỏ. Các bạn nhớ nhá, rất nhỏ. Nhỏ đến mức mà gì nhỉ, là gần bằng không ấy, được chưa, tức là gần bằng không. Tức là nhỏ đến mức mà gần bằng không nhá, gần bằng không thôi, chứ không phải là bằng không, các bạn lưu ý thầy nhá. Gần bằng không, chứ không phải là bằng không. Là vì nếu như bằng không ấy, thì cái mẫu này này, là nó bằng không thì không xác định, thì phân số này không tồn tại, nhưng thực ra không phải, mà là gần bằng không, không có nghĩa là bằng không, các bạn lưu ý thầy. Thì cái giá trị khi đó đấy, sau này các bạn học lớp 11 các bạn sẽ được biết rõ hơn về ý nghĩa toán học của nó, là cái giá trị này nó sẽ vẫn tiến tới một cái giá trị xác định nào đó, và cái giá trị xác định đó người ta gọi là vận tốc tức thời. Các bạn nhớ nhá, vận tốc tức thời. Ok chưa? Và trong kiến thức của lớp 11 khi được viết đấy, thì nếu delta rất nhỏ này thì giá trị của vận tốc trung bình lúc này, được chưa, nó sẽ tiến tới một cái giá trị người ta gọi là lim. Lim này là viết tắt của tiếng Anh đấy, là giới hạn đấy, lim của cái tỷ số delta x trên delta t này. Khi delta t này rất bé, tức là gần tiến tới không. Đấy, được chưa? Thì cái này nó gọi là gì nhỉ? Được gọi là gì các bạn? Được gọi là vận tốc tức thời. Các bạn lưu ý thầy nhá. Vận tốc tức thời, lưu ý thầy. Ok chưa? Đấy.
Thì lúc đó này, cái giá trị vận tốc trung bình này, đúng không? Giá trị vận tốc trung bình này về độ lớn, nếu lấy độ lớn nữa thầy, được chưa? Thì nó là bằng trị đối của delta x chia cho delta t. Đấy. Vì khoảng thời gian rất là bé nên cái đoạn delta x này nó cũng đóng vai trò độ lớn, delta x đóng vai trò như là quãng đường mà vật đi được. Được chưa? Thì cái giá trị vận tốc trung bình lúc này lấy độ lớn thì nó lại sẽ bằng quãng đường đi được chia cho thời gian về độ lớn nhá. Thì bạn sẽ khẳng định ngay thầy luôn là cái vận tốc trung bình có độ lớn trùng với tốc độ trung bình. Là vì cái này các bạn thấy nó giống cái gì nhỉ? Nó giống tốc độ trung bình đúng không? Học bài hôm trước rồi. Nó giống tốc độ trung bình này. Còn cái này của các bạn thì là đang là vận tốc trung bình, nhưng lấy trị đối ấy thì gọi là độ lớn của gì nhỉ? Độ lớn của vận tốc trung bình. Ok chưa? Độ lớn của vận tốc trung bình. Vậy nếu thời gian delta t mà vô cùng bé, tức là đủ nhỏ, thì ta thấy ngay là vận tốc trung bình và tốc độ trung bình là trùng nhau. Đấy. Các bạn hiểu chỗ này chưa? Ok nhá, nhớ thầy điều này. Và khi đó khẳng định ngay thầy luôn, cái vận tốc trung bình này các bạn được học rồi, nó đặc trưng cho tốc độ nhanh chậm, đúng không? Nhanh chậm của chuyển động. Đồng thời là gì nhỉ? Chúng ta còn có thể biết được chiều của chuyển động nữa. Đây là cái đặc biệt của cái vận tốc tức thời mà bạn được học. Ok chưa? Rồi, đấy, đây là thầy nói qua cho các bạn chút về cái vận tốc tức thời nhá. Ví dụ này, các bạn đi ô tô ấy, hoặc là các bạn ngồi trên xe máy ấy, đúng không? Các bạn ngồi trên ô tô, bạn ngồi trên xe máy này, các bạn nhìn vào cái đồng hồ này thầy này, các bạn thấy ngay. Được chưa? Nhìn vào cái đồng hồ này. Ví dụ như các bạn nhìn vào lúc cái xe máy đang chỉ lại là 40 km/h. Được chưa? 40 km/h. Sau đó bạn nháy mắt một cái, tức là bạn nhắm mắt và mở mắt ra ngay luôn, thì bạn nhìn vào kim đồng hồ này nó vẫn ở cỡ là 40 km/h. Thì cái giá trị mà vận tốc các bạn nhìn được và thấy được của xe trong một khoảng thời gian vô cùng bé, coi như là cái chớp nháy mắt của các bạn đấy, nó chỉ có khoảng vài phần trăm giây thôi. Ok chưa? Thì một thời gian như vậy là đủ bé. Thì bạn nhìn vào đồng hồ bạn thấy là gì? Ngay tại thời điểm trước khi nháy mắt, tức là trước khi nhắm mắt và sau khi mở mắt, thì cái giá trị của kim đồng hồ nó vẫn chỉ xung quanh con số 40. Vậy cái giá trị 40 đấy là nó tồn tại đúng không? Nó hữu hạn. Vậy chứng tỏ là gì? Là sẽ tồn tại cái giá trị của cái gì đây? Của cái tỷ số này đúng không? Khi mà cái mẫu này nó gần tính tới 0 thì nó vẫn tồn tại cái giá trị cụ thể xác định nào đó. Thì cái giá trị đó tôi gọi là vận tốc tức thời. Và khi đó vận tốc tức thời các bạn nhìn thấy trên ô tô ấy là 40 km/h. Để cho các bạn hiểu được điều này. Là vì nó liên quan đến kiến thức về ý nghĩa toán học của lớp 11, nhưng các bạn chưa học đến nên các bạn cứ hiểu như vậy cho thầy. Ok chưa? Đó chính là giá trị của vận tốc tức thời nha. Nhớ thầy nha. Nó đặc trưng cho độ nhanh chậm và còn đặc trưng cho cả chiều của chuyển động nữa. Và do vậy cái giá trị của vận tốc tức thời, được chưa, thì nó sẽ đi kèm với chiều. Từ đó phát sinh ra thêm một khái niệm nữa, đó chính là vector vận tốc tức thời. Các bạn nhớ nhá. Ok chưa? Vậy thì vector vận tốc tức thời này nó đặc trưng cho chuyển động về sự nhanh chậm, về cả phương, về và cả chiều nữa. Các bạn lưu ý thầy điều này. Các bạn nhìn thấy không? Trong một thời gian vô cùng bé này thì cái độ rời thực hiện được delta x này là nó có phương, có chiều cụ thể đúng không? Thì đương nhiên là cái thằng vận tốc tức thời khi cái delta t rất bé đấy, được chưa, thì nó cũng đóng vai trò là nó có cả phương cả chiều. Còn độ lớn của nó thì bạn biết rồi, nó sẽ bằng luôn với tốc độ trung bình. Như vậy một đại lượng mà có cả độ lớn, có cả phương, có cả chiều thì đương nhiên nó là gọi là đại lượng vector. Và cái đại lượng vector đó người ta gọi là vận tốc tức thời. Các bạn lưu ý thầy điều này nhá. Ok chưa? Đấy. Và vận tốc tức thời thì theo định nghĩa của sách giáo khoa các bạn được biết rồi, rất dễ dàng luôn, đọc lại cho các bạn nghe nhá. Là gì nhỉ? Vector vận tốc tức thời của một vật tại một điểm là một vector có gốc tại vật chuyển động, đúng chưa? Đây, ví dụ của gốc tại vật chuyển động với chỗ này chẳng hạn này. Và có hướng của chuyển động, đúng không? Ví dụ đang đi sang bên gì nhỉ? Sang bên phải theo chiều dương, thì cái vector vận tốc tức thời khi đó nó cũng phải sang bên phải theo chiều dương ạ. Và có độ dài tỷ lệ với độ lớn của vận tốc tức thời theo một tỷ xích nào đó, đúng chưa? Đấy, còn độ lớn tính của nó đấy thì phải tính cụ thể như thế này, được chưa? Đây là cái tính chuẩn của nó. Và sau này lên lớp 10 1 các bạn sẽ biết nó là đạo hàm của x theo thời gian. Nếu bạn biết được phương trình của x theo thời gian, các bạn lấy đạo hàm, thì đạo hàm này chưa học thì cứ bỏ qua đi, cứ hiểu thầy là gì nhỉ? Là nó được xác định bằng tỷ số của delta x trên delta t khi delta t tiến tới một đại lượng rất bé gần bằng 0, và nó chính là bằng tốc độ trung bình, được chưa? Các bạn lưu ý thầy trong khoảng thời gian delta t vô cùng bé đó. Đấy, nhớ thầy nha. Và cụ thể như thế nào thì thầy nói bạn qua cái ví dụ về cái việc nhìn đồng hồ trên xe máy rồi. Bây giờ chúng ta cùng làm thầy bài tập C1, được chưa? Để ta hiểu rõ hơn
về cái vận tốc tức thời. Nào, trên một xe máy đang chạy thì cái đồng hồ tốc độ gọi là tốc kế đấy, trước mặt người lái xe nó chỉ độ lớn của vận tốc tức thời của xe. Đây chính là câu hỏi C1 của các bạn. Ta tính luôn cho thầy cái giá trị vận tốc tức thời này nhá. Nào, câu C1 của các bạn. Câu C1 là gì đây? Tại một điểm M trên đường đi, đúng không? Tốc độ của một chiếc xe máy chỉ là V, được chưa? V là tốc độ nha. Nhớ thầy, nó là bằng 30 mấy? Bằng 36 km/h. Đấy, các bạn có thể đổi sang giây thầy cũng được, giải sang m/giây. Thì từ km/h thì các bạn chỉ cần bao nhiêu? Chia cho 3,6 thôi là ra m/giây thôi, thì bằng 10 m/giây này. Đúng chưa ạ? Đấy. Bây giờ yêu cầu là tính xem có trong khoảng thời gian 0,01 giây. Đen tê rất bé đó các bạn, đúng không? Rất bé không? 0,01 giây này là cũng quậy đủ bé rồi đấy. Ok chưa? Thì tính xem cái quãng đường đi được là bao nhiêu. Thì ta sẽ áp dụng ngay cho thầy cái công thức mà thầy vừa cho các bạn xong về cái cách tính về giá trị độ lớn của vận tốc tức thời. Là gì nhỉ? Cái V này đồng hồ nó chỉ thì nó chính là vận tốc tức thời. Đúng chưa? Đấy, bây giờ ta áp dụng ngay nào, khoảng thời gian này đủ bé này, ta có được vận tốc tức thời, nó chính là bằng gì luôn? Bằng tốc độ trung bình luôn, trong khoảng thời gian delta T này luôn, thì bằng delta S chia cho delta delta T. Ok chưa? Vậy bạn suy được ngay thầy luôn này, là quãng đường đi được trong khoảng thời gian rất bé delta T này sẽ là bằng tốc độ tức thời nhân với delta T luôn. Ok chưa? Đấy, thay số vào thôi, đúng không? Vậy là 10 nhân với 0,01, được chưa? Bằng bao nhiêu? Bằng 0,1, đúng không? 0,1 mét trên giây. Nhớ thầy nha. Ok chưa? Đấy, ok, 0,1 mét thôi chứ. Vậy thì đang tính quãng đường mà. Như vậy là bé các bạn nhờ. Bé đúng không? Cái này đủ nhỏ đúng không? Đấy, rất là nhỏ. Ok chưa? Như vậy là thời gian nó bé mà. Càng bé thì delta S lại càng nhỏ này. Khi cái đó quãng đường là nó chính là bằng độ rời luôn. Các bạn lưu ý thầy nhá. Và nó cho ta biết được cái chiều nữa. Như vậy nó chính là ý nghĩa của vận tốc tức thời, cho ta biết được độ nhanh chậm, được chưa? Và gì nhỉ? Và cả phương và chiều. Như vậy ta xong kê thầy câu thế mấy? Câu C1 đúng không? Bây giờ các bạn cùng thầy chuyển sang câu C2. Nào, câu C2 ở đây. Đây. Được chưa? Hãy so sánh độ lớn của vận tốc tức thời của xe tải và xe con vẽ ở hình bao nhiêu? Hình 3.3. Đây, hình 3.3 các bạn đây. Có một cái xe tải này đi sang bên phải, còn cái xe con ấy thì nó đi lên phía trên, đúng chưa? Đi lên phía trên, tức là sang phía bắc cũng được nha. Nào, bây giờ yêu cầu ta so sánh này, được chưa? Và vẽ gì đây? À, và mỗi đoạn trên vector vận tốc ứng với 10 km/h. Nếu xe con đang đi về hướng nam, được chưa? Thì nam bắc ấy thì xe tải đi về hướng nào? Vậy là nhìn vào hình vẽ là thấy ngay thầy đúng không? Đây, nhìn vào hình vẽ thấy ngay luôn. Là gì các bạn nhỉ? Nó nhìn ngay độ lớn tiện xích thầy, các bạn đếm được ngay thầy đúng không? Đếm được ngay này. Nào, đếm với thầy cái khoảng chia nhá. Đây là vector mà, ta đếm coi mấy ô nào? 1 2 3 4 này. Được chưa? 4 nó chiếm 4 đơn vị, tức là 4 ô. Ok chưa? 4 khoảng. Mà đây ta cầu là mỗi một đoạn đấy, mỗi một đoạn này là 10 km/h. Thì bạn khẳng định được ngay thầy là cái giá trị vận tốc V2, tức là tức thời của thằng xe gì đây? Thì xe con là 4 đoạn, 4 đoạn thì là 4 nhân với 10 thì thành 40 km/h gì các bạn? Km/h. Ok chưa? Đó là vận tốc tức thời của xe con là V2. Tương tự như vậy, các bạn tìm được ngay vận tốc tức thời của xe gì nhỉ? Xe ô tô tải. Mấy đoạn các bạn? 1, 2, 3 đoạn đúng không? 3 đoạn này thì đương nhiên là 30. Thì mỗi đoạn là 10 mà, vậy là 30 km/h. Ok chưa? Thế là tính xong được rồi, đúng không? Thế giờ ta hỏi về hướng thì bạn nhìn thấy ngay này, hướng có chuyển động cũng chính là hướng của vector vận tốc tức thời luôn. Thì nếu như mà ở đây ta bảo là xe con đang đi về hướng gì nhỉ? Hướng nam bắc, tức là trên là bắc, dưới là nam. Thì cái ô tô tải này đang đi về hướng gì đây? Hướng này hướng đông, tức là đi từ tây sang gì nhỉ? Sang đông. Ok chưa? Thì bạn lưu ý thầy, chỉ cần nhìn được vector vận tốc tức thời là các bạn biết được ngay độ lớn của nó này, hướng của chuyển động này, được chưa? Đấy, phương và chiều ấy, vì nó là lượng vector mà. Như vậy ta kết thúc cho thầy xong câu C2.
Bây giờ các bạn cùng thầy chuyển sang phần số 3 để tăng tìm hiểu thêm về loại chuyển động mà chúng ta đang cần quan tâm, chuyển động thẳng, biến đổi đều. Chúng ta cùng tìm hiểu qua cái khái niệm về chuyển động thẳng, biến đổi đều nhé. Ok, thì giờ trước mắt các bạn phải biết qua thầy một chút về khái niệm chuyển động thẳng, biến đổi cái đã. Các bạn học chuyển động thẳng đều thì quỹ đạo là thẳng và vận tốc của nó sẽ không thay đổi theo thời gian. Còn trong chuyển động thẳng biến đổi thì chắc chắn là có một cái điểm chung là quỹ đạo của nó vẫn là đường thẳng. Nhưng trong trường hợp này là độ lớn của vận tốc tức thời là phải là biến đổi theo thời gian. Các bạn lưu ý thầy nha. Còn trong chuyển động thẳng biến đổi này thì có nhiều loại lắm. Nhưng các bạn trong chương trình vật lý trung học cơ sở ở trung học phổ thông của lớp 10, các bạn chỉ cần tập trung vào cho thầy loại chuyển động thẳng biến đổi đều. Bạn nhớ nhá, tức là đều. Đều này này có nghĩa là gì nhỉ? Có nghĩa là cái độ lớn của vận tốc tức thời ấy, nó có thể là gì? Tăng đều hoặc giảm đều theo thời gian. Nếu là tăng đều ấy thì người ta sẽ gọi là gì nhỉ? Là nhanh dần đều, được chưa? Còn nếu như gọi là gì nhỉ? Gọi là giảm đều ấy thì nó gọi là chậm dần đều. Các bạn nhớ nhá. Còn đương nhiên là phải gắn với từ thẳng đi vào rồi. Là mình đang xét những trường hợp đơn giản của chuyển động thẳng biến đổi đều thì gồm có nhanh dần đều hoặc chậm dần đều. Thì nói đến đây đấy, có nhiều bạn vẫn chưa hiểu được cái sự biến đổi của vận tốc này là như thế nào. Thì bạn nhớ này, đã là có cái khái niệm là biến đổi đều, các bạn nhớ nhá, biến đổi đều. Biến đổi đều này có nghĩa là gì? Thầy lấy ví dụ nhá, là thầy đang đi xe đấy, cứ mỗi một giây, được chưa? Cứ mỗi một giây thì cái vận tốc của thầy lại tăng lên một lượng như nhau sau mỗi giây. Ví dụ như thầy cứ cho tăng đều lên là 2 m/s. Ok chưa? Ví dụ lúc đầu thầy đang có vận tốc là 10 m/s. Thì sau 1 giây thì vận tốc của thầy thành bao nhiêu? Thành 12 m/s. Rồi lại tiếp tục sau 1 giây nữa, đúng không? Thì vận tốc của thầy lên bao nhiêu? Lại lên 14 m/s. Cứ như vậy nó tăng đều luôn các bạn. Cứ mỗi 1 giây như vậy, tức là delta t của thầy là bằng 1 giây. Ok chưa? Là 1 giây. Thì vận tốc của thầy được thêm một lượng là 2 m/s. Thì cái loại như vậy được gọi là chuyển động nhanh dần đều. Các bạn nhớ nhá. Là vì vận tốc của thầy tăng đều mà. Còn nếu mà giảm đều đi, ví dụ thầy giảm tốc xuống đúng không? Từ 10 đúng không? Thầy lại giảm dần về mấy? Giảm dần về 8 này, được chưa? Cứ giảm đi 2 m/s sau mỗi giây. Được chưa? Giảm 8, giảm xuống 6 này, rồi lại giảm xuống mấy? Rồi lại giảm xuống 4, cứ như vậy thầy giảm về 0. Được chưa? Thì cái đoạn đấy thì gọi là chuyển động chậm dần đều, các bạn nhớ nhá. Đấy. Ok chưa? Vậy bạn hiểu thầy cái sự tăng giảm này chưa? Như vậy trong trường hợp này là xét trong 1 giây, thì nếu xét trong 2 giây thì có thể sẽ là bao nhiêu? Sẽ tăng lên một lượng là 4 m/s, đúng chưa? Vậy ta sẽ có một cái chung là thấy một điều là gì nhỉ? Nếu bạn xét trong một khoảng thời gian delta t thì cái vận tốc của các bạn thay đổi một lượng là delta v. Ok chưa? Thì cái hệ số thay đổi đây này là cái hệ số mà diễn tả cái sự thay đổi của delta v trên delta t. Ta thấy ngay là vì nó tăng đều hay là nó giảm đều mà, thì đương nhiên là cái delta v này nó sẽ phải tỷ lệ, đúng không? Nó tỷ lệ với khoảng thời gian delta t. Thì cái hệ số tỷ lệ nó gọi là cái gì? Được chưa? Tức là cụ thể đấy, cái hệ số bạn biết rồi là bằng delta v trên delta t. Đây, tức là sự thay đổi của vận tốc trong một đơn vị thời gian. Được chưa? Là delta v trên delta t. Thì bạn sẽ có được ngay cái đó là hệ số của cái sự thay đổi của delta v. Được chưa? Thì cái hệ số này nó gọi là cái gì? Thì nó chính là một trong những cái đặc trưng cơ bản nhất của chuyển động thẳng biến đổi đều. Cái hệ số này nó gọi là gia tốc. Vậy các bạn sẽ được tìm hiểu cho thầy khái niệm về gia tốc trong phần tiếp theo. Được chưa? Đó chính là chúng ta nghiên cứu sâu hơn về chuyển động thẳng nhanh dần đều. Và trước khi tìm hiểu về nhanh dần đều, các bạn sẽ cùng tìm hiểu qua thầy cái khái niệm về gia tốc. Thì gia tốc, nãy giờ thầy nói rồi, các bạn đã đủ hiểu rồi đúng không? Bây giờ nếu một cái vật nào đó chuyển động biến đổi, được chưa? Chuyển động biến đổi, chuyển động thẳng biến đổi, được chưa nào? Thì chắc chắn là nó sẽ có sự thay đổi vận tốc, được chưa? Sự thay đổi vận tốc trong khoảng thời gian delta t. Thì cái này theo gọi chung là gia tốc trung bình. Các bạn nhớ nhá, thầy sẽ bắt đầu cho bạn cái khái niệm về gia tốc trung bình. Sách giáo khoa vật lý 10 cơ bản không đưa vào nên khiến các bạn không hiểu hết được toàn bộ cái khái niệm về gia tốc. Do vậy thầy sẽ chỉ thêm cho các bạn một chút. Gia tốc trung bình nó chính là bằng sự biến thiên của vận tốc trong khoảng thời gian delta t. Nó chính là bằng vận tốc lúc sau trừ vận tốc lúc trước chia cho thời gian biến thiên là t2 trừ t1. Ok chưa? Và chắc chắn nó là giá trị đại số. Nó là đại lượng đại số. Vì sao nhỉ? Là vì v sau v trước này nó có thể là bé hơn, có thể lớn hơn mà. Nên đương nhiên là cái delta v này có thể âm, có thể dương và có thể bằng không. Và do vậy a trung bình này nó cũng có thể âm và cũng có thể dương và cũng có thể bằng không. Lưu ý thầy điều này. Ok chưa? Đấy.
Đấy là nói chung về gia tốc trung bình có một đại lượng khi nó có một vật nào đó khi nó chuyển động biến đổi nhá. Các bạn lưu ý thầy. Còn đối với trường hợp là biến đổi đều, được chưa? Biến đổi đều thì sao nhỉ? Thì đương nhiên là cái delta V này nó cứ tăng đều hoặc là nó cứ giảm đều. Nếu tăng đều thì nhanh dần đều, còn nếu giảm đều thì gọi là chậm chậm dần đều. Các bạn lưu ý thầy. Ok chưa? Và cái khái niệm gia tốc xoay đốc khoa cơ bản viết rất là đơn giản. Nó là thương số của delta V trên AT. Các bạn thấy chưa? Được chưa? Đây. Nó là đại lượng xác định bằng thương số của độ biến thiên vận tốc này, đúng không? Và khoảng thời gian mà vận tốc nó biến thiên. Đó là cái rất là cơ bản xoay đốc khoa đưa ra cho các bạn. Còn bạn phải nhớ rằng cho thầy này, cái định nghĩa đó ấy, chính xác tên gọi của nó là gia tốc trung bình. Tại sao lại thầy lại dùng gia tốc trung bình? Là vì sau này các bạn sẽ gặp phải một cái loại lượng là gia tốc tức thời là ATT. Thì nó cũng giống như vận tốc tức thời đấy, đúng chưa? Thì nó cũng sẽ là bằng giới hạn, đúng không? Lim của cái tỷ số delta V chia cho delta T này. Khi delta T này nó tiến tới một lượng rất là bé, tức là xét khoảng thời gian vô cùng bé, thì khi đó cái đó gọi là A tức thời. Nhưng bây giờ các bạn chưa hiểu thế nào là cái tính lim cả. Và các bạn cứ biết cho thầy là khi delta T vô cùng bé thì cái tỷ số này này nó vẫn tồn tại. Và cái tỷ số đó người ta gọi là gia tốc tức thời. Các bạn lưu ý thầy. Ok chưa? Rồi, bây giờ ta tìm hiểu sâu hơn một chút cho thầy về cái đặc điểm của cái gia tốc này nhá. Nó là đại lượng vector hay là đại lượng vô hướng các bạn? Đây là thầy viết theo kiểu là đại số. Thế còn trên thực tế các bạn biết rồi đúng không? Vận tốc của một vật thì rõ ràng nó đại lượng vector mà, đúng không? Nó đại lượng vector. Vậy thì ta sẽ có được vector gia tốc trung bình này. Nó sẽ là bằng V2 là dạng vector đúng không? Trừ cho V1. Đấy. Chia cho delta T. Thì rõ ràng là nó gì được nhỉ? Nó là đại lượng vector có phương, có chiều và cũng có độ lớn. Là do cái thằng vận tốc V nó là đại lượng vector mà. Ok chưa? Tương tự như vậy thì gia tốc tức thời nó cũng là đại lượng vector. Các bạn lưu ý thầy nha. Vậy thì nó có ý nghĩa gì? Chúng ta cùng tìm hiểu thầy sang phần tiếp theo. Đây. Được chưa? Nó có ý nghĩa gì? Nó cho ta biết được vận tốc biến thiên nhanh hay chậm theo thời gian đúng không? Có nghĩa là nếu nó càng lớn này thì nghĩa là cái độ lớn biến thiên này càng gì nhỉ? Của delta V này càng nhanh. Ok chưa? Đúng không? Đấy. Còn nếu nó A này mà nhỏ này nghĩa là cái vận tốc nó thay đổi chậm. Được chưa? Rất đơn giản nhá. Còn đơn vị của nó là gì? Nhìn là biết ngay. Đơn vị của tử số là vận tốc là mét trên giây. Mét trên giây là trên tử số. Bây giờ mẫu số lại là giây nữa. Thì chia nhau không phải là ra mét trên giây bình các bạn. Đúng không? Giây chia giây thành giây bình mà. Đúng chưa? Nhớ thầy nha. Đấy. Ok chưa? Rồi. Vậy thì trong trường hợp chuyển động thẳng nhanh dần đều và chậm dần đều, thì nó luôn chậm dần đều nhá. Thì cái gia tốc này có gì đặc biệt? Nó tăng đều mà, như thầy vừa nói các bạn thấy không? Tăng đều này, cứ mỗi một giây tăng lên 2 mét trên giây. Thế vậy là nó sẽ là ổn định, nó không đổi. Như vậy trong chuyển động nhanh dần đều hoặc kể cả chậm dần đều cũng vậy thôi, thì độ lớn của gia tốc sẽ luôn luôn không đổi. Đó là cái đặc điểm của chuyển động nhanh dần đều được xác định qua một đại lượng rất đặc trưng, đó chính là gia tốc. Các bạn lưu ý thầy. Ok chưa? Đây, còn về vector bạn thấy chưa? Đúng không? À. Ở thời điểm T nó có vận tốc là V0, đến thời điểm T cộng delta T nó có vận tốc là vector V0 cộng thêm với delta V. Thì đương nhiên là vector gia tốc A thì nó chính là đại lượng đặc trưng cho cái sự thay đổi của vector vận tốc V trong khoảng thời gian delta T chưa? Thì nó gọi là vector gia tốc. Đây các bạn cùng xem lại thầy cái này nhá. Ok chưa? Cái này V mà lớn hơn V0 này thì cái vector delta V này là dương. Dương đúng không? Thì đương nhiên là nó sẽ cùng phương cùng chiều với cả hai vector V và V0. Được chưa? Và dẫn đến là gì? Vector A này nó cũng sẽ cùng phương cùng chiều với vector delta V. Đấy, chắc chắn là gì? Nó cũng sẽ cùng phương cùng chiều với các vector vận tốc. Các bạn nhớ nhá. Ok. Rồi, đó là trong trường hợp chuyển động nhanh, nhanh dần đều. Ok chưa? Thì vector gia tốc có gốc ở vật chuyển động có phương và chiều trùng với phương và chiều của vector vận tốc, có độ dài tỷ lệ với độ lớn của gia tốc theo một tỷ xích nào đó. Thì đây cũng chỉ là cái việc nhắc lại cho các bạn về cái cách xác định một vector thôi. Nó có phương, nó có chiều, nó có độ lớn. Ok chưa? Và cụ thể trong trường này gia tốc thì phương chiều như thế nào? Thì nó trùng vào có trùng với phương và chiều của vector vận tốc. Còn độ lớn thì nó tỷ lệ với độ lớn của gia tốc, đúng chưa? Theo một tỷ xích nào đó. Đó. Đúng không ạ? Nó là độ lớn của vector mà. Cụ thể thì chính là bằng độ lớn của delta V chia cho delta gì? Delta T. Lưu ý thầy điều này. Rồi, như vậy các bạn đã tìm hiểu xong cho thầy về cái khái niệm về gia tốc. Và thầy cũng nói thêm cho các bạn về gia tốc tức thời rồi. Thì bạn lưu ý thầy luôn nhá. Ok chưa? Gia tốc tức thời này các bạn có thể hiểu giống như là vận tốc tức thời đấy. Giá trị vận tốc tức thời
là vận tốc của vật có chất điểm ngay tại thời điểm mình đang xét, đúng không? Về vận tốc tức thời. Và gia tốc tức thời cũng vậy thôi, là giá trị là gì nhỉ? Gia tốc của một chất điểm nào đó ngay tại thời điểm mình đang xét, đúng chưa? Và chỉ cần nhìn vào gia tốc tức thời khi đó các bạn biết được ngay là đang đi theo chiều nào, và cái xu hướng biến đổi vận tốc của vật có chất điểm khi đó là nhanh hay chậm, ta biết được hết. Các bạn lưu ý thầy nha, chứ không có lại nhiều khi lại chưa hiểu gia tốc trung bình mà lại nhảy sang gia tốc tức thời thì có nhiều bạn sẽ không hiểu cái này. Bây giờ các bạn cứ nhớ thầy, đây là cái tính tổng quát của a trung bình, được chưa? Còn a tức thời thì rõ ràng là sau này các bạn sẽ được học kỹ hơn. Còn bây giờ các bạn cứ hiểu thầy cái tính gia tốc trung bình đi đã. Còn áp dụng cho chuyển động biến đổi đều thì a này này nó là hằng số, nên dẫn đến cái a này này, a tức thời nó cũng là một hằng số, tức là nó không đổi theo thời gian. Lưu ý thầy. Rồi các bạn tiếp tục cùng tìm hiểu sao cho thầy cái khái niệm tiếp theo là về vận tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục cùng thầy tìm hiểu qua cho thầy các công thức tính vận tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều nhé. Và bạn cũng sẽ làm chung được cho thầy trường hợp chuyển động chậm dần đều. Thì tất cả đều như nhau cả, chỉ khác nhau về dấu của nó thôi. Và đồng thời các bạn sẽ được tìm qua cách tính công thức quãng đường đi được của chuyển động thẳng biến đổi đều luôn. Và có công thức độc lập liên hệ giữa vận tốc, gia tốc, quãng đường đi được. Đây là trong những công thức rất là hay dùng trong những bài tập về chuyển động thẳng biến đổi đều. Các bạn cùng theo dõi với thầy. Nào, nói đến chuyển động thẳng biến đổi đều trong trường hợp này, sách giáo khoa đưa cho các bạn đấy là chuyển động nhanh dần đều. Bây giờ thầy có thể nói chung luôn cũng được nhá. Nào, trong chuyển động biến đổi đều các bạn biết rồi đúng không? Thì cái sự thay đổi của vận tốc theo thời gian đấy là nó là hằng số mà nó không phụ thuộc vào thời gian. Ok chưa? Nó ra một hằng số này là gọi là gia tốc nhá. Ok chưa? Thì cách định nghĩa mới của chuyển động biến đổi đều ấy thì các bạn biết rồi, trong chương trình vật lý nâng cao tao đưa thêm cho các bạn là chuyển động biến đổi đều là chuyển động mà có gia tốc tức thời, nó không thay đổi theo thời gian. Thì chính vì gia tốc tức thời nó không thay đổi theo thời gian là do cái thằng delta V trên T này nó cũng sẽ không thay đổi. Mà delta V các bạn biết rồi đúng không? Là vận tốc sau, tức là ở thời điểm T trừ cho vận tốc ở thời điểm T0, được chưa, gọi là V0, và chia cho khoảng thời gian biến thiên là T trừ cho T0 như này. Được chưa? Thì thứ này bạn làm gì nhỉ? Cái này là hằng số đúng không? Trong chuyển động thẳng biến đổi đều thì A là hằng số rồi này. Thì bạn nhân chéo lại thầy đúng không? Bạn nhân chéo lên cho thầy. Thì ta sẽ có được là V nó sẽ là bằng A đúng không? Nhân với T trừ cho T0 và cộng với V gì đây? Cộng với V0. Đúng chưa nào? Đây. Ok chưa? Nhưng bây giờ nha, đây là T0 này này là lúc các bạn chọn là gốc thời gian vào thời điểm T0. Nhưng có nhiều thông thường đấy là chúng ta hay chọn gốc thời gian là T0 đúng không? Khi các bạn chọn cho thầy sao cho gốc thời gian T0 nó ra 0. Được chưa? Thì bạn suy được ngay thầy là V nó sẽ là bằng A nhân với T trừ 0 thì bằng AT đúng không? Được chưa? Cộng với gì đây? V0. Các bạn nhớ nhá. Ok chưa? Rồi. Vậy qua đó thì các bạn sẽ khảo sát được ngay cho thầy cái đồ thị của nó thôi. Tại vì đã là một hàm số theo thời gian thì người ta thường quan tâm đến đồ thị. Được chưa? Các bạn có ngay thầy đồ thị này. Đây. Đây là một cái ví dụ. Được chưa? Ở như hình 3.2 này của các bạn đây. À hình này hình 3.5. Đúng không? Thì đây là hàm bậc mấy các bạn nhỉ? V này là hàm của thời gian là này. Đúng chưa? Đúng không? Thì nó sẽ là bằng A nhân với T cộng với V0 này. Nó giống như là hàm số Y bằng A nhân với X chỉ cộng B trong môn toán các bạn học đúng không? Thì nó là một đường thẳng với hệ số góc là A. Thì đây cũng vậy thôi. Trong đồ thị V, O, T thì nó cũng là một đường, nó cũng là một đường thẳng, được chưa nào? Và chắc chắn là khi vẽ vận tốc thay đổi theo thời gian, để cho trong tọa độ là VOT có một chuyển động thẳng biến đổi đều thì chắc chắn là đồ thị của nó sẽ là một đường thẳng. Các bạn nhớ nhá. Và hệ số góc của đường thẳng này nó chính là gia tốc A. Ok chưa? Ví dụ trong trường hợp này là thấy ngay này, vào thời điểm t bằng 0, đúng không? T bằng 0 thì V0 này là mấy các bạn nhỉ? 2 ô đây là 3 m trên giây này, nhìn biết ngay này, đúng không? Vậy cái đồ thị ở đây nó chính là ứng với V0 là bằng 3 m trên giây này. Đúng chưa? Đấy. Bây giờ bạn nhìn tiếp thầy nào. Sau đó là đến thời điểm nào? Ví dụ bạn chọn thầy đến thời gian là T bằng mấy giây? Tức là ứng với thời điểm là T bằng 0 đúng không? Còn sau đó là bạn thấy không? Sau 2 giây này. Sau 2 giây thì lên 4 này. Đúng chưa? Như vậy là V nó sẽ là bằng 4 m trên giây. Vào cái thời điểm là T bằng mấy giây? T bằng 2 giây. Các bạn tiền đến ngay gia tốc A đúng không? A nó bằng delta V chia cho delta T. Đây là một ví dụ thầy đưa cho các bạn. Như vậy là 4 trừ cho 3 và chia cho 2. Được chưa? Nhớ chính là bằng 0,5. Mà đơn vị của A là mét chia cho dây bình. Đấy. Đúng chưa?
là một cái nói cho các bạn nha. Vậy luôn nhớ thầy là đồ thị của V theo T trong chuyển động biến đổi đều là một đường thẳng. Luôn nhớ thầy điều đó. Có thể là đường thẳng đồng biến và cũng có thể là đường thẳng nghịch biến. Trong trường hợp này là nhanh dần thì A nó là gì đây? Nó là dương như này, đâm ra là đồng biến. Còn có nhiều trường hợp như chậm dần đấy thì nó sẽ là nghịch biến. Các bạn lưu ý thầy. Chúng ta cùng tìm hiểu thầy câu C3 là viết công thức vận tốc ứng với đồ thị ở hình 3.5. Thì chính là cái thầy vừa đưa cho các bạn đây. Ta sẽ làm luôn cho thầy câu này, câu C mấy nhỉ? Câu C3. Nhìn vào đồ thị đúng không? Ta thấy này, V0 bằng 3. Và ở thời điểm T bằng 2 giây thì V bằng 4. Các bạn suy được ngay thầy A. A là bằng 0,5 mét trên giây. Vậy ta suy được ngay thầy cái phương trình của đồ thị chỗ này. Được chưa? Hàm số của đồ thị trong trường hợp này có dạng là V bằng gì các bạn nhỉ? V0 thì là bằng bao nhiêu? Bằng 3. Được chưa? Cộng với gì? A nhân với T là 0,5 nhân với T. Đó chính là phương trình biểu diễn sự phụ thuộc của V theo T trong đồ thị của hình 3.5. Đúng chưa? Xong đúng không? Rất nhẹ nhàng nha. Ok, vậy ta xong luôn câu C3. Bây giờ các bạn tiếp tục cùng thầy sang cái phần công thức tính quãng đường đi được của chuyển động thẳng nhanh dần đều. Thế rõ ràng là nếu như nói về quãng đường và vận tốc trung bình thì các bạn có được ngay thầy công thức là quãng đường chia thời gian bằng vận tốc trung bình. Cái này nói rồi, rất đơn giản rồi. Nhưng trong chuyển động thẳng nhanh dần đều ấy thì độ lớn của cái vận tốc này, đúng không, nó là tăng đều, hoặc là trong chậm dần đều ấy thì là giảm đều. Vậy thì làm sao mà đưa ra được công thức tính? Được chưa? Thì người ta đã chứng minh được cho các bạn là V trung bình thì là sẽ bằng V ở thời điểm ban đầu cộng với V ở thời điểm T mà anh chẳng xét chia cho 2. Được chưa? Thì ra được cái gì đây? Ra được vận tốc trung bình. Được chưa? Và tại sao lại có công thức này nhỉ? À, thực ra là vì thế này này, là do cái đồ thị của vận tốc theo thời gian đấy trong chuyển động biến đổi đều của các bạn đấy, nó là một gì nhỉ? Nó là một đường, nó là một đường thẳng. Được chưa? Cái này là V0 này, đây là gốc 0 này. Nếu bạn xét đến thời điểm T đúng không? Thời điểm T chỗ này. Được chưa? Đấy thì nó sẽ có giá trị vận tốc là V chỗ này. Đây là V. Thì cái V trung bình đấy nó chính là đường trung bình của cái hình này, là hình gì các bạn nhỉ? Hình thang. Thì V trung bình nó sẽ nằm ở đây. Được chưa? V trung bình nó sẽ ra chỗ này ở giữa. Đấy, người ta chứng minh được rồi thì các bạn dùng luôn cho thầy nha. Khoảng cách nữa là chúng ta có thể xuất phát từ công thức tính diện tích của cái hình này là ra được quãng đường đi. Là vì nguyên tắc đây là đồ thị của V theo T trong chuyển động biến đổi đều. Thế còn nếu như đồ thị của V theo T ấy trong chuyển động thẳng đều, các bạn được học rồi, thẳng đều thì vận tốc nó không thay đổi mà, đúng không? Vậy quãng đường đi được sau thời gian T này thì nó chính là bằng V nhân với T. Mà V nhân với T chính là diện tích của hình này không? Chính là của hình chữ nhật này chưa? Đây các bạn. Đấy. Đúng chưa nào? Thế trong trường hợp này cũng vậy thôi. Tuy rằng là cái V nó thay đổi, nhưng mà quãng đường đi được từ 0 đến T ấy, thì nó cũng là diện tích của cái hình này. Cũng là hình này luôn. Nhá. Và từ đó bạn suy được ngay thầy công thức tính quãng đường S. Được chưa? Quãng đường S. Nào chính là diện tích của cái hình thang này thì gọi là O, A, B, C. Đúng không? O, A, B, C. Diện tích của hình thang học rồi đúng không? Bằng đáy lớn cộng đáy bé nhân với chiều cao. Đây là chiều cao của các bạn này. Được chưa? Nào đáy lớn là gì? Đáy lớn này là BC có giá trị là V. Đáy bé này có giá trị là V0. Đáy lớn cộng đáy bé nhân với chiều cao. Chiều cao là OT, đúng không? Là OT. OT là OC đấy. Thì có giá trị chính là bằng T. Được chưa? Chia cho gì nhỉ? Chia cho 2. Đây chính là công thức tính quãng đường đi được sau thời gian từ 0 đến T. Mặt khác bạn có là gì nhỉ? V lại bằng gì? V0 cộng với AT. Nhưng thay vào đây. Thay vào đây thầy. Thì sẽ là bằng mấy lên V0 nhỉ? V0 cộng với V0 là 2V0. Cộng với AT này, nhân với T này, rồi chia cho 2. Các bạn rút gọn đi cho thầy. Được chưa? Và nhân ra thì có phải là bằng V0T không? Vì 2 với 2 mất này. AT nhân với T là AT bình trên 2. Thì đó chính là 1 phần 2 AT bình. Đấy. Như vậy đây chính là công thức tính quãng đường đi trong chuyển động. Trường hợp này có thể đưa các bạn là chuyển động nhanh dần đều, đúng không? Vì đồ thị của V đang tăng đều mà. Được chưa? Thì là nhanh dần đều thế này. Cái chậm dần đều cũng vậy thôi, chỉ khác là khi đó gia tốc A ta sẽ thay bằng dấu âm. Còn trong trường hợp này các bạn là đang là dương về nhanh dần đều. Các bạn có ngay công thức tính quãng đường đi khi đi từ 0 cho đến T. Đó, thế là xong đúng không? Rất nhẹ nhàng. Và sách khoa đưa các bạn đây chính là công thức này. Các bạn hiểu được thì mới nhớ được, đó là nguyên tắc của thầy nhá. Nên cố gắng xem lại thầy. Ok chưa? Bản chất của quãng đường trong đồ thị VOT nó chính là diện tích của cái hình tạo bởi
đường thẳng, tức là tạo bởi đồ thị hàm số của V theo T với các cái trục là trục hoành, được chưa? Và các cái trục giá trị là V, trường hợp này là trục này, trục tung, và trục giá trị của V tại thời điểm T. Ok chưa? Đấy. Nhớ thầy nha. Ok chưa? Rồi, như vậy công thức 3.3 này là công thức tính quãng đường của chuyển động nhanh dần đều. Và công thức này cũng cho thấy là quãng đường đi được trong chuyển động thẳng nhanh dần đều là một hàm số bậc 2 của thời gian. Chính xác là bậc 2 rồi còn gì nữa. Nhìn đây biết ngay, đúng không? Đây là hàm số của thời gian, là hàm bậc mấy đấy? T là bậc cao nhất, là bậc 2 thì nó là hàm bậc 2. Thì đồ thị của nó theo thời gian sẽ là một parabol. Các bạn học trong chương trình lớp mấy? Lớp 9 rồi, và lớp 10 hiện tại các bạn cũng đã học về hàm bậc 2 rồi, học cách vẽ là parabol rồi, đúng chưa? Đây chính là hàm bậc 2 của bạn đây. Rồi, như vậy thầy đã nhắc xong cho các bạn về công thức tính quãng đường. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu thầy về công thức liên hệ, gọi là công thức độc lập đấy, người ta hay gọi độc lập, được chưa? Giữa gì nhỉ? Giữa quãng đường, vận tốc, thời gian, à vận tốc thôi, được chưa? Quãng đường và gia tốc. Đây, chính là công thức là V bình trừ V không bình bằng 2AF. Vậy cái này lấy đâu ra? Chúng ta để ý thầy nào từ câu bao nhiêu nhỉ? Từ câu 3 chấm mấy? À, từ cái công thức là 3.2 của các bạn. 3.2 của các bạn là V bằng V0 cộng AT. Và 3.3 của các bạn đấy là S nó bằng V0T cộng với 1 phần 2 AT bình. Bây giờ để làm cho mất thời gian thì các bạn sẽ thay vào thầy thôi. Các bạn rút cho thầy chỗ này là T này, nó bằng V trừ cho V0 chia cho A. Thay vào đây thầy, được chưa? Thì sẽ là bằng V0 nhân với V trừ cho V0 chia A này, cộng với 1 phần 2 A này, nhân với T bình, đúng không? Thì là V trừ cho V0 trên A, tất cả bình. Các bạn nhân và bạn rút gọn ra thầy, nhân hết rút gọn ra, các bạn suy được ngay thầy là V bình trừ cho V0 bình bằng 2AS. Đây, các bạn sẽ dùng công thức này để chúng ta tìm mối quan hệ giữa quãng đường, gia tốc và vận tốc mà khi bài nó cho các bạn nha. Nhớ thầy công thức này. Rồi, bây giờ các bạn cùng thầy sang các câu hỏi bài tập, được chưa? Là câu C4 và câu C5 của chúng ta. Chúng ta cùng thầy tìm hiểu câu C4 nào. Hình 3.6 là đồ thị vận tốc thời gian của một thang máy trong 4 giây. Hình 3.6 của các bạn đây. Ok chưa? Đấy, các bạn xem kỹ sách giáo khoa của các bạn nha. Trong 4 giây kể từ lúc xuất phát, được chưa? Bây giờ yêu cầu ta là xác định gia tốc của thang máy trong giây đầu tiên. Trong giây đầu tiên tức là từ 0 giây cho đến mấy giây các bạn? Cho đến 1 giây, được chưa? Khoảng thời gian của chúng ta delta t chính là từ 0 giây đến 1 giây. Có nghĩa là delta t mấy giây các bạn? Bằng 1 giây. Đúng chưa? Các bạn để ý thấy đồ thị này, các bạn thấy vận tốc thế nào nhỉ? Nào ở thời điểm 0 giây này thì vận tốc của các bạn là V0. V0 bằng mấy? Bằng 0 đúng không? Bằng 0 này. Ok chưa? Sau đến thời điểm là 1 giây, đây là t lúc đầu là t0 bằng 0 giây này. Sau đến t1 của thầy là bằng 1 giây. 1 giây các bạn nhìn nào, giống như đồ thị này là chỗ này đúng không? Nó có giá trị là 0.6. Vậy là V của các bạn sẽ là bằng 0.6. Đơn vị là gì? Mét trên giây đúng không? Bài cho là mét trên giây mà. Đấy. Thì giờ nó hỏi gia tốc của thang máy trong khoảng thời gian là 1 giây thì bạn có được ngay A là bằng delta V chia cho delta T. Ok chưa? Và bằng V mấy? V trừ cho V0 chia cho T trừ cho T0, thay số vào thầy. Thì sẽ là 0.6 trừ cho 0 mà chia cho mấy? Chia cho 1 trừ cho 0. Thì sẽ là bằng 0.6. Đơn vị của gia tốc nó sẽ là mét chia cho giây, giây bình. Ok chưa? Rất là nhẹ nhàng. Đấy, chúng ta xong câu C mấy đấy nhở? Câu này là câu C4 của các bạn nhá. Rồi, bây giờ chúng ta cùng thầy sang luôn câu C5. Nào, tính luôn C5 cho thầy luôn. Tính quãng đường mà thang máy đi được trong giây thứ nhất kể từ lúc xuất phát ở câu C4. Rồi, vậy ta vừa có được cho thầy công thức tính quãng đường, đúng không? Câu C5 của các bạn. Quãng đường của các bạn là gì nhỉ? S đúng không? Nó bằng V0 nhân với T cộng với 1 phần 2 AT bình. Được chưa? Bây giờ bạn thay vào thôi. V0 là bằng 0. Được chưa? Thời gian mình xét là bao nhiêu? 1 giây. Cộng với 1 phần 2. A của các bạn là 0.6. T bình ở đây bạn thay bằng 1 bình vào thầy. Như vậy là ra bao nhiêu? Cái này là 0 x 1 thì bằng 0 này, cộng với 0 mấy? 0.3. Đúng chưa? Và nó sẽ là bằng 0.3m. Đấy, đó chính là quãng đường mà thang máy của các bạn đi được, được chưa? Trong thời gian là 1 giây đầu tiên. Thế là xong nhá.
Bài này người ta có thể yêu cầu bạn là phân tích thêm cho thầy cái thời gian sau. Thì thầy nói qua bạn một chút là cái thời gian bắt đầu từ 1 giây đến 4 giây đi này, bạn thấy không? Vận tốc của các bạn là gì? Lại không hề thay đổi theo thời gian. Là vì cái đường thẳng này nó song song với trục hoành. Vậy sau này cứ nhớ thầy này, gặp đồ thị mà có cái đoạn nào song song với trục hoành ấy, thì cái đoạn đấy là đang diễn tả cái giá trị của tung độ trong trường hợp này là vận tốc này, là nó không thay đổi theo thời gian, thì nó gọi là hàm hằng. Vì thầy thấy rất nhiều bạn comment bảo là hàm hằng là gì thầy? Hàm hằng các bạn được học rồi, tại bạn quên thôi. Là cái hàm mà có giá trị không phụ thuộc vào biến số. Ở đây là thời gian là biến. Vậy từ 1 cho đến 4 giây trở đi thì vận tốc nó không phụ thuộc vào thời gian, nó vẫn giữ ổn định là 0,6. Thì đây là trường hợp này là hàm hằng. Và cho biết ở trong trường hợp giai đoạn tiếp theo từ 1 giây trở đi là vật, tức là thang máy của các bạn sẽ là chuyển động thẳng, thẳng đều. Vì vận tốc nó không đổi mà. Như vậy trên thực tế có thể hiểu thầy như sau, một chuyển động thẳng trong cuộc sống của các bạn có thể là được chia làm hai giai đoạn hoặc thậm chí là ba giai đoạn. Một là nhanh dần, đúng không? Và có thể là sẽ là nhanh nhanh dần đều. Sau đến lại gì nhỉ? Đến đi đều, ta đi ổn định đấy. Và cuối cùng là gì? Là giảm tốc, thì là làm cho nó chậm chậm dần đều. Đó là trong thực tế các bạn sẽ gặp một chuyển động như vậy. Các bạn ngồi lên cái xe, các bạn đạp xe đúng không? Bạn tăng tốc lên. Khi xe đạt được vận tốc ổn định rồi, các bạn sẽ giữ cho vận tốc đấy nó không thay đổi, gọi là mình đi đều. Sau đó các bạn lại muốn dừng xe lại thì bạn lại phải bóp phanh, làm cho xe lại gì nhỉ? Lại chuyển động chậm dần. Được chưa? Và trong trường hợp lý tưởng nào đó thì có khiến cho xe nó chuyển động chậm dần đều được, đúng chưa? Và vận tốc nó sẽ giảm dần về thì không. Đấy, đó là một số cái vấn đề thực tế mà thầy nói thêm cho các bạn một chút. Và cái thang máy của chúng ta cũng là một trong những loại như vậy. Bây giờ các bạn tiếp tục cùng thầy chuyển sang nội dung các nội dung về phương trình. Được chưa? Chúng ta sẽ tiếp tục cùng thầy chuyển sang nội dung về phương trình chuyển động thẳng nhanh dần đều. Chúng ta cùng thầy tìm hiểu qua về phương trình chuyển động thẳng nhé, biến đổi đều và cụ thể trong trường hợp này là nhanh dần đều. Thì cái về đó là về phương trình đấy, chẳng qua nó chỉ là một cái bài toán yêu cầu các bạn là gì nhỉ? Xác định tọa độ, đúng không? Xác định tọa độ của cái chất điểm đó khi tham gia chuyển động biến đổi đều. Thì ta cần phải có hệ quy chiếu. Và trong trường hợp là chuyển động thẳng thì hệ quy chiếu các bạn sẽ là một đường thẳng. Nhớ thầy điều này, có gốc tọa độ O. Ok chưa? Bây giờ giả sử nhân vật nó bắt đầu xuất phát từ một cái vị trí nào đó là vị trí M. M này vào thời điểm này là thời điểm gì nhỉ? Các bạn chọn gốc thời gian là lúc này đi. Là vào thời điểm T bằng 0, là vật đang ở vị trí M. Nó có tọa độ là gì? Là x chỉ 0. Các bạn biết đoạn này rồi đúng không? Tọa độ là x chỉ 0. Ok chưa? Tức là tọa độ của điểm M vào thời điểm ban đầu. Và có thể là vật nó sẽ bắt đầu chuyển động đúng không? Nhanh dần đều. Ok chưa? Với vận tốc ban đầu là V0. Và V0 này là có thể là theo chiều dương hoặc là theo chiều âm, tùy các bạn chọn thôi. Trong trường hợp này thầy vẽ là theo chiều dương thì giá trị của cái vector vận tốc này nó sẽ là dương. Còn nếu ngược lại thì nó sẽ là âm. Và trong trường hợp này nó đang chuyển động nhanh dần đều với gia tốc là A. Ok chưa? Thì khi đó là A theo chiều dương. Theo cái vector thầy vẽ thế này thì A theo chiều dương thì giá trị của A sẽ là dương. Còn nếu A mà theo chiều âm, tức là ngược lại ấy, thì nó sẽ là mang giá trị âm. Vậy khi đó thì tọa độ của điểm M được xác định như thế nào? Vào thời điểm tiếp theo là vào thời điểm T ở chỗ này. Thì các bạn chỉ cần lấy tọa độ ban đầu, các bạn cộng với thầy cái quãng đường đi thêm. Được chưa? Đây, quãng thêm quãng đường đi thêm. Đây. Là vì đã đi đều mà, là nhanh dần đều mà, thì nó sẽ không quay đầu lại đâu. Vậy thì tọa độ của nó sẽ được tăng thêm, và cái lực tăng thêm đấy nó chính là quãng đường đi của các bạn, chính là đoạn này là S. Ok chưa? Vậy ta suy được ngay thầy là tọa độ của điểm M vào thời điểm T. Được chưa? Thì ta viết tắt là sẽ là x chỉ, thì nó là tọa độ của điểm M. Đấy. Nó sẽ bằng gì nhỉ? Tọa độ ban đầu là x chỉ 0 cộng với quãng đường đi là S của các bạn, được tính bằng công thức nãy thầy cho các bạn rồi. V0 nhân T cộng với 1 phần 2 AT bình. Và lưu ý thầy là khi đó V0 và A này nó sẽ phải theo dấu, được chưa? Theo tính chất của chuyển động nữa. Mà các bạn chọn cho thầy cái chiều hệ quy chiếu như thế nào nữa thì ta mới có được cái dấu chính xác của V0 và A. V0 mang giá trị dương nếu như là ban đầu là gì nhỉ? Chuyển động theo chiều dương. Thầy nói thêm cái này cũng như bạn không biết. Ok chưa? Còn V0 nó sẽ bén 0 nếu như chuyển động theo chiều âm. Hãy nhớ cái dấu thầy nha. Tương tự nào, gia tốc A là dương nếu như là gì nhỉ? Nếu như vector gia tốc A đấy, được chưa? Mà nó song song cùng chiều với chiều gì? Với chiều dương. Đấy. Còn A nó cũng bén không vì là đã lượng vector mà. Vector thì rõ ràng là khi các bạn phá dấu vector ra đấy thì mình phải xác định được chiều của nó chứ, đúng không? Thì mới phá được dấu.
cùng chiều với chiều dương thì là dương, mà ngược chiều chiều dương thì là âm. Khi nó thay đúng dấu vào thầy là được. Ok chưa? Đấy, lưu ý thầy nhá. Còn với bài chuyển động nhanh dần đều thì thông thường người ta sẽ chọn là chiều dương đấy, là trùng với chiều chuyển động, thì khi đó nó dương hết. Để bạn cứ yên tâm với thầy, khi nó làm nó sẽ dễ dàng hơn. Ok chưa? Rồi, như vậy ta xong cho thầy các công thức về cách viết phương trình tọa độ. Bây giờ các bạn cùng thầy chuyển sang câu bài tập. Các bạn cùng thầy làm câu C6 nào. Ta cùng chuyển sang câu bài tập C6 của chúng ta. C6 này đề khá là dài đấy, ta xem thôi nha. Cho một hòn bi xe đạp lăn xuống một cái máng nghiêng nhẵn đặt dốc vừa phải, tức là ở hình 3.1 của các bạn lúc đầu bài học đấy, đúng không? Có một cái máng nghiêng như này này. Thầy vẽ lại một chút nha. Đây. Cái máng nghiêng và có một cái hòn bi. Ok chưa? Hòn bi này nó đang lăn xuống dưới máng nghiêng. Các bạn lưu ý thầy. Bây giờ yêu cầu chúng ta là gì nhỉ? Xây dựng phương án nghiên cứu xem chuyển động của hòn bi có phải là chuyển động thẳng, nhanh dần, được chưa? Nhanh dần đều hay không? Và chú ý rằng chỉ có thước để đo độ dài và đồng hồ. Tức là các bạn chỉ có thước nha. Nhớ thầy, chỉ có thước này, dụng cụ để dùng thí nghiệm đấy. Thước này, đồng hồ thầy này. Ok chưa? Đấy, ta chỉ có hai cái này thôi. Các bạn lưu ý thầy. Vậy thì để làm được, để nghiên cứu được nó có phải là chuyển động nhanh dần đều hay không, thì các bạn cần phải nhớ lại cho thầy về cái phương trình chuyển động nhanh dần đều mà thầy vừa cho các bạn xong. Tức là thầy vừa nói ở câu lý thuyết trước là x nó bằng x chỉ 0 cộng v0t cộng với 1/2 at bình. Đây là phương trình của chuyển động nhanh dần đều. Ok chưa? Bây giờ mình sẽ cần khảo sát được cho thầy cái tọa độ của cái hòn bi này mà nó cũng tuân theo cái phương trình này thì chứng tỏ nó là nhanh dần đều. Ok chưa? Bây giờ ta làm cho đơn giản đi nhá. Là vì các bạn thả hòn bi, vậy các bạn lấy thể đây là gốc O luôn. Nếu bạn lấy đây là gốc O, để cho các bạn chọn chiều OX hướng xuống cái này, để cho lúc bắt đầu thả, và chỗ này là T bằng 0 luôn, được chưa? T bằng 0. Và vận tốc nó cũng bằng mấy luôn? Nó cũng bằng 0 luôn, được chưa? Vậy V0 bằng 0. Các bạn bắt đầu thả mà. Ok chưa? Vậy theo cách chọn của các bạn thì bạn chọn thể X chỉ 0 bằng 0, V0 bằng gì? Bằng 0 nhá. Ok chưa? Thì khi đó cái tọa độ x của cái vật khảo sát ở đây vào một thời điểm t, nó đang ở vị trí m, thì nó sẽ có khoảng cách là om, chính là tọa độ của vật luôn, được chưa? Và khi đó x thì nó sẽ gọn hơn này. Cái này mất các bạn, cái này mất đúng không? Và chỉ còn lại là bằng 1/2 at bình. Đấy. Ok chưa? Rồi. Thế bây giờ từ đó bạn suy ra một điều là gì nhỉ? Cái gia tốc a, nếu là chuyển động biến đổi nhanh dần đều thì cái a này nó sẽ là hằng số. Và để a là hằng số thì bạn khẳng định được ngay thầy là cái x chỉ đúng không? Đúng không? Nó sẽ tỷ lệ thuận. Học tỷ lệ thuận thầy nói rồi đúng không? Để cho hơn kém nhau vào hằng số thì nó sẽ tỷ lệ thuận với cái gì nhỉ? Với cả cái này các bạn nhá. Với t bình. Thế như bạn là bảo với t là không đúng đâu nhá. Phải tỷ lệ thuận với t bình. Được chưa? Đấy, ta sẽ khảo sát cho thầy. Nếu như mà x chỉ trong trường hợp này của vật mà nó lại tỷ lệ thuận với bình phương thời gian thì chắc chắn nó sẽ là một chuyển động. Thì đây các bạn nhỉ, trong trường này là chuyển động nhanh dần đều. Được chưa? Nhanh dần đều. Và đây là cơ sở để các bạn làm thực nghiệm. Bây giờ đây mình làm gì? Mình sẽ biết tiến hành thôi. Mình sẽ làm thí nghiệm như sau. Chúng ta sẽ làm thí nghiệm. Từ cái kết quả mà lý thuyết phân tích được, các bạn sẽ làm thí nghiệm như sau. Thứ nhất là cần phải chọn, được chưa? Và đánh dấu thầy cái gốc O này. Được chưa? Bước 1 là cần phải chọn, đúng không? Gốc tọa độ, được chưa? Chọn gốc O, được chưa? Sao lại chọn xong rồi đúng không? Phải đánh dấu đấy chứ, đúng không? Chọn và đánh dấu như thầy nhá. Ok chưa? Chọn, nhớ thầy nha. Và xác định đánh dấu luôn. Chọn xong đánh dấu luôn. Đánh dấu trên cái mặt phẳng nghiêng ấy, được chưa? Chọn đánh dấu luôn thầy. Được chưa? Đánh dấu cái chỗ gốc O này là lúc T bằng 0 ở đấy luôn. Và vận tốc V0 cũng bằng 0 luôn. Tức là bắt đầu thả nhẹ. Nhớ thầy. Sau đó mình sẽ dùng gì nhờ? Mình phải đo x. Đo x thì phải dùng thước, đúng không? Phải dùng thước cho thầy. Đấy, dùng thước để đo này, được chưa? Đo và gì? Và ấn định các quãng đường. Tức là để xác định đấy, xác định các quãng đường. Giờ các quãng đường. Nhớ thầy nhá, mà bi sẽ lăn, được chưa? Quãng đường mà bi nó lăn đấy, không phải là quãng đường lung tung đâu, nhớ chưa? Đấy, bi sẽ lăn. Lăn với thời gian là bao nhiêu? Thời gian t nào đó đúng không? Lăn với thời gian t. Ok chưa? Đúng không? Nhớ là thời gian t này các bạn sẽ dùng đồng hồ cho thầy. Ok chưa? Nhớ thầy. Đấy. Bây giờ các bạn dùng đồng hồ, đúng không? Các bạn dùng đồng hồ
Được chưa? Để làm gì nhỉ? Để mình đo thời gian thôi. Đúng rồi, chứ đo thời gian thôi cái gì đâu, đúng không? Để đo cái thời gian gì nhỉ? Đo cái thời gian lăn hết quãng đường đấy. Đúng không? Đo thời gian lăn hết quãng đường mà bạn đánh dấu trên đấy. Lăn hết quãng đường. Đúng chưa? Đúng không? Quãng đường mà là đo được đấy, đúng chưa? Đấy, quãng đường các bạn đặt trước ra, ví dụ bạn đẩy khoảng 50 cm. Bây giờ mình bấm thời gian đi hết 5 cm đó thì bạn sẽ ghi được cho thầy thời gian. Ok chưa? Đấy, và từ bạn lập cái bảng ra thầy, các bạn lập cái bảng giá trị ra. Ví dụ bạn chọn quãng đường đo mỗi lần đo này S1 này, ok chưa? Rồi một lần khác bạn được quãng đường đo là S2 này, S3 này. Thì mỗi lần đo như vậy các bạn có đồng hồ đúng không? Đồng hồ thì bạn sẽ đo được thời gian tương ứng này là T1 này, T2 này và T mấy và T3, vân vân. Làm càng nhiều thì càng chi tiết thôi, không vấn đề gì cả nhá. Sau đó các bạn làm gì? Các bạn tính thêm thầy cái thằng T bình luôn. Đúng không? Tính thêm thầy thằng T bình vào đây. Sau đó bạn tính máy ra, bấm máy kết quả này ra này, T2 bình này, lấy từ thực nghiệm các bạn đo được, đúng chưa? Bây giờ muốn biết nó có tỷ lệ hay không ấy thì ta cần phải lập tỷ số thôi. Ta cần phải xem cái tỷ số A này này. Cái tỷ số A này là tỷ số của S chia cho gì nhỉ? Chia cho T1 bình. Đúng chưa? Đúng không? Cứ lập tỷ số nào đó. Bạn gọi cái tỷ số này là tỷ số A là gì đấy, tùy các bạn thôi. Ví dụ thầy gọi là tỷ số K thì cũng được, không sao cả. K này là bằng S chia cho T bình, S cho T bình. Các bạn tính ra ở đây, các bạn thu được tỷ số là K1, thu được tỷ số là K2, thu được tỷ số là K3. Vậy nếu như các K này mà nó gần bằng nhau hoặc là chính xác ra thì bằng nhau. Còn nếu làm thực nghiệm thì nó sẽ có sai số. Ok chưa? Vậy nếu như cái giá trị K này, nếu bạn nhận được, nếu cái giá trị K1 mà bằng K2 hoặc là gần bằng cũng được nhá, gần bằng cũng được là vì do sai số trong thực nghiệm thôi. Thì điều này chứng tỏ là gì? Chứng tỏ là quãng đường S đúng không? Nó sẽ tỷ lệ thuận. Đúng chưa? Tỷ lệ thuận với gì? Với bình phương thời gian. Thì nó là chuyển động gì? Khẳng định ngay nó là chuyển động nhanh dần đều. Nhanh dần đều. Đấy, đó chính là phương pháp làm cái bài số C6 của chúng ta nhá. Các bạn có thể dùng phương án này của thầy và các bạn đi làm thực nghiệm cho thầy kiểm tra lại nha. Ok chưa? Bạn dùng thước và dùng đồng hồ thôi là đủ dùng rồi. Và đương nhiên là kèm theo cái máy tính Casio nữa để tính thầy cái bảng giá trị này là sẽ biết được ngay khi đó hòn bi có thực sự là chuyển động nhanh dần đều hay không. Các bạn chỉ cần làm thực nghiệm thầy là biết ngay. Còn bây giờ các bạn cùng thầy chuyển sang câu C mấy nhỉ? Chúng ta còn câu C mấy nữa? À, chưa có đúng không? Trước khi làm câu C7 thì bạn sẽ cùng thầy tìm hiểu thêm với thầy về chuyển động thẳng chậm dần đều, tức là bổ sung thêm một chút về cái này. Và chúng ta cùng thầy lướt qua cái phần lý thuyết về chuyển động thẳng chậm dần đều nhá. Thì nhanh dần đều và biến độ đều nãy thầy nói rồi đều xuất phát từ cái việc là A này là hằng số này, ok chưa? Và bạn rút được ngay thầy cái mối liên hệ của A đúng không với V. Thì trong chuyển động chậm dần đều các bạn nhớ ngay thầy luôn là cái vector của gia tốc A của chuyển động thẳng chậm dần đều thì nó sẽ ngược chiều với cái vector vận tốc delta V. Nhớ thầy nhá. Được chưa? Là do V nó bị giảm các bạn ạ. V nó bị giảm là do cái delta V nó bị âm. Delta V bị âm. Mà A cái khoảng thời gian này thì là dương. Vậy thì rõ ràng các bạn học về vector biết rồi đúng không? Hai cái vector A và vector delta V. Đây các bạn nhìn này. Vector A. Được chưa? Đúng không? Và vector delta V. Đây delta V. Delta T. Đây là delta V. Đúng chưa? Chia cho delta t thì thầy viết là theo cụ này. Đấy. Cái này luôn luôn dương này. Thì rõ ràng là cái delta v này nó bị v mà bị giảm ấy, chậm dần đều là vận tốc nó giảm dần đi mà thì này nó bị âm. Nó bị âm thì đương nhiên là gì nhỉ? Cái giá trị của a và v phải ngược, nó phải ngược chiều nhau. Nhớ thầy nhá. Ok chưa? Đây. Tức là delta v bén không, gia tốc a có giá trị âm, có nghĩa là nó sẽ ngược chiều với dấu của vận tốc. Lưu ý thầy. Ok chưa? Như vậy chuyển động nhanh dần đều thì a đấy nó cùng chiều với delta v. Nhưng mà chậm dần đều thì nó lại ngược chiều với delta V. Lưu ý thầy một chút. Được chưa? Công thức tính của nó thì vẫn tính bình thường thôi. Được chưa? Vẫn tính bình thường thầy. Nhưng mà lưu ý thầy này, khi đó cái A và V này nó sẽ ngược dấu với nhau. Vẫn là A V bằng V không cộng AT thôi. Nhưng mà A này các bạn lưu ý A V ngược dấu. Ví dụ nếu bắt đầu các bạn chọn thế này, các bạn chọn chiều dương OX như thế này. Ok chưa? Và ban đầu là T bằng 0 ở chỗ này thì vận tốc V các bạn chọn là V0 nó hướng sang chiều gì? Theo chiều dương. Mà đây là chuyển động chậm dần ấy, thì vector A lại ngược lại. A lại ngược dấu lại. Khi đó A lại ngược dấu lại thôi. Đấy. Được chưa? Là vì là chuyển động chậm dần mà. Đây là chậm dần. Thì trong chuyển động chậm dần thì A và V luôn trái dấu với nhau.
Bạn luôn nhớ thầy trong chữ động chậm dần để tích AV nó bén không? Được chưa? Đấy, như vậy trường hợp này V mà theo chủ dương thì A mà theo chủ âm. Luôn nhớ thầy điều đó nhá. Vậy các bạn suy được ngay công thức tính vận tốc V là bằng V0 cộng với AT. Thì này phải theo dấu xác định thôi. Được chưa? V0 là dương. Nếu như sao? Nếu như cái vector vận tốc V0 mà các bạn chọn sao cho nó song song cùng chiều x, ví dụ trường hợp này của thầy. Ok chưa? Ngược lại đúng không? Thì nó sẽ là âm. Nếu như cái V0 này của các bạn lại cũng song song ngược chiều với OX. Nhớ nhá. Còn gia tốc A các bạn cũng vậy thôi. Được chưa? Thì A nó ngược dấu với V thôi, đúng không? A V ngược dấu nhau. Được chưa? Đấy, tức là A nó sẽ là lớn hơn 0. Được chưa? Nếu như nào? Khi mà chỉ khi là V này là gì? Các bạn lưu ý trong trường hợp này là chậm dần đều nhá, không có lại nhầm sang trường hợp khác. Được chưa? Chậm dần đều. Rồi A mà lớn 0 thì đương nhiên là ứng với trường hợp là nhìn thấy V nó là dương thì V nó phải bén 0, đúng chưa? Hoặc A mà bén 0 thì sao? Thì phải đi với trường hợp là V0 lại phải lớn hơn, lớn 0. Đấy, đó là nguyên tắc của chuyển động chậm dần đều. Các bạn hiểu này là thầy đã xác định được ngay dấu của nó luôn. Ok chưa? Nhớ thầy. Rồi, bây giờ bạn sẽ cùng thầy quan tâm thầy về cái đồ thị của nó một chút, nói qua bạn này. Được không? Nó bị giảm dần chưa? Đúng không? Chậm dần mà vận tốc nó giảm dần theo thời gian đây các bạn. Thì cái đường thẳng của các bạn sẽ là đường thẳng gì đây? Nghịch biến, đúng chưa? Nghịch biến nhá. Công thức tính quãng đường thì vẫn là bình thường thôi. Các bạn vẫn làm bình thường với thầy. Và chỉ cần xác định rõ thầy cái dấu của A với V, được chưa? A V ngược dấu nhau. Như vậy nó vẫn dung nhau về dạng tổng quát đúng không? Nhanh dần chậm dần được chung bổ thức cả. Nhưng chỉ khác nhau về cái dấu thôi. Để thầy cái dấu của A và V. Trong trường này A V là phải ngược dấu nhau ấy, nếu là chậm dần đều mà. Các bạn áp dụng ngay thầy luôn câu C7 nhá. Câu C7 luôn. Nào trở lại cái ví dụ ở mục 3.2a, tính quãng đường mà xe đạp đi được từ lúc bắt đầu hãm phanh cho đến lúc gì đây? Đến lúc dừng hãm. Nào, ở ví dụ 3.2a của các bạn. 3.2a là cái ví dụ mà người ta cho các bạn đây. Đây, ví dụ các bạn đây. Là xe đạp đi thẳng đúng không? Với vận tốc là bao nhiêu đây nhỉ? Là 3 mét trên gì đây? 3 mét trên giây, bỗng hãm phanh và đi chậm dần đều. Mỗi giây vận tốc giảm 0,1 mét trên giây. Hãy tính vận tốc của xe sau khi hãm phanh được 10 giây. Thì chỗ này là cái chỗ mà bài tập ví dụ của các bạn, được chưa? Đây các bạn nhớ này, khi hãm phanh thì được 10 giây thì vận tốc của xe giảm đi một lượng là bao nhiêu? Cái này dễ quá đúng không? 0,1 nhân với 10. Đúng chưa nào? Đúng không? Thì sẽ bị giảm đi 1 mét này trên giây. Và ban đầu thì V bằng 3, đúng không? Trong trường hợp này là mỗi giây giảm đi thì đấy chính là A này, A của các bạn này. Nhưng mà A là phải âm, là vì các bạn lấy V dương mà. V ban đầu là dương thì A là âm 0,1 mét trên giây bình đây. Vậy lắp T 10 giây vào bạn tìm được ngay V là bằng mấy giây? Bằng 2 giây. Đúng chưa? Hoặc là gì? Các bạn thấy là độ giảm sau 10 giây là 1 mét trên giây thì lấy 3 trừ cho 1 thì ra 2. Đúng chưa nào? Không thì vẫn công thức, đúng không? Dùng công thức là V bằng gì? V nó bằng V0 cộng AT. Thay vào thôi, V0 bằng 3 theo cách chiều. Các bạn chọn lúc đầu là chiều dương trùng với V0 đi. Chuyển động chậm dần thì A nó bị âm thì sẽ là trừ 0,1. Nhân với thời gian T là bao nhiêu? Là 10 giây. Thì nó cũng ra 2 mét trên giây. Được chưa? Đấy. Các bạn dùng thế nào cũng được nhá. Ok, rồi. Đây, các bạn thấy không? Đấy, đều chung một kết quả cả. Được chưa? Tính thế nào cũng được. Bây giờ đây câu C7 của các bạn đấy là nó yêu cầu chúng ta là tính quãng đường mà xe đạp đi được từ lúc bắt đầu hãm phanh cho đến lúc dừng lại. Tính quãng đường đi nào từ lúc bắt đầu hãm phanh cho đến lúc dừng lại hẳn. Thì sẽ áp dụng ngay thầy công thức tính quãng đường S. Được chưa? Nó bằng gì? V0T công thức tổng quát đây này cộng 1/2 AT bình này. Bây giờ thầy mới thay vào này, nhưng mà lưu ý thay dấu cẩn thận nha. Các bạn chọn V0 là dương 3. Thời gian T các bạn thay vào là sau bao nhiêu giây dừng lại nhỉ? Chưa nói đúng không? Ok, vậy thì thầy đi tìm thời gian dừng lại cái đã. Chúng ta tìm thấy cái thời gian dừng lại trước. Nào, thời gian dừng lại nhá, thì các bạn có được là V sau khi dừng thì V bằng 0 này. Còn V lúc đầu thì là bằng 3 này. Mét trên giây này. Ok chưa? Gia tốc A thì là bằng trường hợp này sẽ là lấy trừ 0,1 này. Mét trên giây bình này. Và các bạn nhớ là khi nó dừng các bạn sẽ có được công thức là V nó bằng V0 cộng AT là công thức chung đúng không? Vậy khi nó dừng thay số vào này, thay V bằng 0 này. V0 các bạn giữ nguyên là 3 này. A các bạn thay bằng âm 0,1 này.
T các bạn đang cần tìm đúng không? Đấy. Các bạn chia ngay là thời gian nó dừng này. Là chuyển vế là âm 3 chia cho âm 0,1, tức là bằng 30 giây này. Ok chưa? Rồi đem thời gian đó thay vào trong phần này thầy. Đây là nội dung của câu C7 các bạn nhá. Ok chưa? Thay vào đây thì là 3 x 30 cộng với 1/2 nhân với âm 0,1. Đúng dấu thầy nha, không có nhiều bạn là sai cái dấu là không viết 0,1 à, không viết âm mà lại viết dương là hỏng ngay. T sẽ là 30 bình. Ok chưa? Đấy, chính xác, nhớ thầy đúng dấu nhá. Là vì đã chọn cái này là dương thì cái này phải là âm. Phải đớ thế, nguyên thế, cứ như vậy mà làm thầy. Là vì đã chuyển động chậm dần. Thay vào thôi, bấm máy thầy thôi. Các bạn bấm máy tính cho thầy thì được kết quả như này là 3 nhân này là 90 này. Để cho 30 bình là 900 này, 900 là chia cho 2 rồi lại nhân tiếp cho thầy với 1/2 à chia 2 này, rồi nhân 0,1 là 45 đúng không? 450 rồi còn chia cho nhân 0,1 thành 45. Như vậy sẽ là 45 mét. Đấy. Ok chưa? Thế là xong câu C7 nhá. Ok. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục cùng thầy sang câu C mấy luôn? C8 luôn này. Câu C8 luôn nhá. Câu C8 là dùng công thức 3.4. 3.4 là công thức nào nhỉ? Công thức mà thầy cho các bạn đấy, công thức độc lập đúng không? Công thức độc lập, được chưa? Để tính cho thầy cái kết quả của câu C7, được chưa? Quen có đúng không? Nào, công thức 3.4 của các bạn nãy là V bình trừ cho V không bình bằng 2A nhân với S. Đây là công thức độc lập liên hệ giữa vận tốc, gia tốc và quãng đường đi. Giờ ta áp dụng thôi. Khi dừng lại đúng không? Khi dừng lại cái này bằng 0 này, đúng chưa? Vậy là không bình. Và vận tốc lúc đầu của các bạn chọn là bằng 3 này, là theo chiều dương ấy, thì chứ là 3 bình, thì thay luôn vào đấy thầy. A bạn để khi đó là bao nhiêu? Âm 0,1. Nhớ cái dấu không bị nguy hiểm. Và S là các bạn cần tính. Bạn suy được ngay S chưa? Đúng không? S bằng gì? Vứt cho thầy dấu trừ đi là 3 bình chia cho 2 nhân với 0,1. Đấy. Như vậy đúng là bằng 45 luôn, đúng không? Bằng 45 mét. Đó. Như vậy bạn thấy là cái lợi thế của công thức độc lập này chưa? Nhớ nhá. Và hãy nhớ thầy này, công thức này các bạn chỉ áp dụng trong trường hợp là cho chuyển động biến đổi đều thôi. Và chuyển động theo một chiều nhá, áp dụng cho chuyển động một chiều. Chuyển động theo đúng một chiều, tức là không có quay đầu lại nhá. Không có đổi chiều gì hết nhá, chuyển động theo một chiều thôi. Không có rất nhiều bạn cũng cứ nghĩ rằng là công thức này áp dụng được cho mọi trường hợp, không phải đâu. Cái này nó chỉ áp dụng trong trường hợp là theo một chiều. Luôn nhớ thầy nhá. Và nhanh dần đều, chậm dần đều là một kiểu như vậy. Hãy lưu ý thầy. Nhưng sau này có nhiều bài toán mà một vật thể nó lại chuyển động cả hai giai đoạn. Lúc đầu là nhanh dần, rồi sau lại chậm dần đấy, nó đổi chiều rất là nguy hiểm. Nên cần phải tỉnh táo cho thầy vào. Bây giờ bạn cứ nhớ thầy cái cơ bản này đã và nhớ là phải áp dụng trong trường hợp nào nhá. Ok chưa? Rồi. Như vậy chúng ta kết thúc bài học ở đây. Rồi chúng ta sẽ chuyển sang cho thầy các câu hỏi bài tập vận dụng trong sách giáo khoa. Trước khi sang câu hỏi bài tập, các bạn cần phải nhớ lại cho thầy những nội dung bài học hôm nay chúng ta cần học. Các bạn xem lại thầy có định nghĩa về chuyển động thẳng, nhanh, dần đều. Ok chưa? Đấy. Xem lại thầy về vận tốc tức thời, gia tốc và các đại lượng vector. Đơn vị của gia tốc là mét trên giây bình. Công thức tính vận tốc. Ok chưa? Chụp tổng quát luôn nhá. V bằng V0 cộng AT. Và để ý thầy trong trường hợp là nhanh dần thì AV cùng dấu. Ta tích AV lớn 0. Ok chưa? Nhớ thầy. Và sau này khi học các bạn chỉ cần nhớ nhận dạng là nhanh dần. Không nhất thiết phải là nhanh dần đều, cứ loại chung với thầy là nhanh dần đi đã. Thì tích A và V sẽ luôn luôn lớn không. Cụ thể chính là AV0 đấy. Được chưa? Hoặc là một thời điểm bất kỳ nào đó cũng được. Chỉ cần tích AV tại một thời điểm bất kỳ nào đó mà nó lớn hơn không thì khi đó là đang chuyển động nhanh dần. Còn chuyển động chậm dần, nhớ thầy là tích AV0 nó phải bé hơn không. Ok chưa? Gia tốc A của chuyển động thẳng biến đổi đều chắc chắn là đại lượng không đổi rồi. Nhớ thầy nha. Được chưa? Công thức tính quãng đường S bằng V0T cộng 1/2 AT bình. Các bạn nên dùng ký hiệu là S in hoa cho thầy. Sách giáo khoa này viết nó không được thống nhất về thuật ngữ. S này rất dễ nhầm sang cái kiểu là đơn vị của thời gian là giây. Nên bạn cứ dùng S lớn cho thầy là quãng đường đi. Như kiểu lớp 8 các bạn hay dùng là S lớn đấy. Cho đỡ bị nhầm lẫn với thời gian nha. Phương trình chuyển động thẳng biến đổi đều thì các bạn biết rồi. Được chưa? Nhắc lại thầy công thức này. Được chưa? Xác định rõ thầy cái giá trị của x chỉ 0 và v0 và thời điểm ban đầu, chiều của nó nữa để biết được cái dấu của v0 là dương hay âm.
và xác định tính chất của chuyển động nhanh dần hay chậm dần để suy ra được ngay cái dấu của gia tốc A là âm hay là dương, trái dấu hay cùng dấu với thằng V0. Và công thức độc lập chỉ áp dụng trong trường hợp là tính quãng đường của một vật có bậc chất điểm đi theo một chiều, tức là không có chuyện quay đầu lại, nhớ chưa? Thì dùng công thức này thầy. Vận tốc này là vận tốc sau khi kết thúc quãng đường S, còn vận tốc này là lúc bắt đầu quãng đường S là V0. A là gia tốc và cũng xác định chính xác thầy ghi dấu chứ không được viết lung tung. Rất nhiều bạn sai khi áp dụng các công thức này là do chúng ta không hiểu được cái bản chất của chuyển động đấy là chuyển động gì và dấu của nó như thế nào, đâm ra là gì. Mặc dù thuộc công thức nhưng vẫn không biết cách áp dụng, nên hy vọng các bạn tránh được điều này. Chúng ta cùng thầy sang các phần câu hỏi và phần bài tập. Thì câu hỏi chúng ta nó sẽ có là bao nhiêu câu hỏi nhỉ? Từ 8 câu hỏi cho 8 câu hỏi. Và chúng ta có tới 7 bài tập, như vậy cũng khá là nhiều nhá. Ta bắt đầu luôn thầy các câu hỏi này. Các câu hỏi này chẳng qua chỉ là giúp các bạn củng cố lại cái kiến thức về lý thuyết thôi. Ok chưa? Nào câu số 1 yêu cầu chúng ta là viết công thức tính vận tốc tức thời của một vật chuyển động tại một điểm trên quỹ đạo và cho biết yêu cầu về độ lớn của các đại lượng trong công thức đó. Các bạn vừa học xong rồi, thầy viết luôn cho các bạn nhé. Công thức vận tốc tức thời vừa học xong, được chưa, là bằng delta S, được chưa, chia cho delta T. Đây là về công thức tính độ lớn, các bạn nhớ nhé, về độ lớn. Ok chưa? Đấy. Và delta S này phải nhớ thầy là cái độ rời. Độ rời mà gì nhỉ? Mà vật thực hiện được nhá. Độ rời mà vật thực hiện được. Trong đâu nhỉ? Trong khoảng thời gian vô cùng bé, delta T. Chắc là trong khoảng thời gian rất ngắn. Được chưa? Trong thời gian rất bé cũng được, các bạn viết thế nào cũng được nhá. Rất nhỏ. Delta T. Được chưa? Tức là delta T là gần nó như tiến tới mấy các bạn nhỉ? Gần như tiến tới 0 đấy. Các bạn nhớ rất bé thì mới làm thế này được nhá. Ok chưa? Thế còn nếu mà thời gian mà lớn thì không dùng được đâu. Thời lớn thì gọi là V trung bình thôi. Bạn phân biệt cho thầy với cái khái niệm vận tốc trung bình. Vận tốc trung bình là tốc độ trung bình này. Có hai khái niệm, vận tốc trung bình này. Cái này đáng lý là viết theo là vận tốc tức thời. Nên là chính xác là vận tốc tức thời. Được chưa? Thì gọi là VT cho chính xác nhá. Được chưa? Là khi nó tiến đến không. Còn vận tốc độ lớn của vận tốc trung bình, đúng chưa nào? Thì nó sẽ là bằng delta X chia cho delta T, không được nhầm lẫn nhé. Hoặc là liên quan đây là tốc độ trung bình thì quên, là quãng đường đi được, được chưa? Quãng đường đi là S chia cho thời gian thì ra tốc độ trung bình, nhớ thầy nha. Đấy. Còn thêm một cái khái niệm là vận tốc trung bình thì là bằng delta X chia cho delta T. Cái này là trị đại số này, có thể âm có thể dương này. Đó là x^2 trừ x^1 chia cho delta T. Còn nếu cái delta T này là rất bé này, rất bé nhá, được chưa, thì ta mới có được cái giá trị là ra V trung bình, là ra V tức thời nhá. Delta rất nhỏ, đó là cách định nghĩa cụ thể cho các bạn nhá. Rất nhỏ này, được chưa? Thì khi đó ta mới có được là V trung bình này, nó mới sẽ bằng V gì? Bằng V tức thời trong khoảng thời gian delta T rất bé khi đó nhá. Và khi đó sẽ làm bằng phép tính giới hạn này, lim của delta X chia cho delta T. Lim tiếng Anh là limited đấy, là giới hạn đấy, được chưa? Tiến tới không. Thì lớp 11 các bạn sẽ được học kỹ hơn về ý nghĩa của giới hạn, các bạn sẽ hiểu rõ hơn cái này. Bây giờ bạn cứ nhớ thầy người ta hỏi cái này thì viết cái này thầy nha. Ok chưa? Rồi, bây giờ yêu cầu gì nhỉ? Yêu cầu các bạn là cho biết yêu cầu về độ lớn của các đại lượng trong công thức đó. Nói rất rõ rồi. Cái này là độ rời quãng đường, cái này là gì nhỉ? Là khoảng thời gian nên phải rất bé thầy mới được nha, không có lại bị nhầm lẫn đấy. Không phải là cũng một công thức, các bạn không hiểu rõ delta S và delta T như thế nào, bạn sẽ nhầm ngay sang công thức của vận tốc tốc độ trung bình ngay, rất dễ nhầm lẫn. Rồi, ra sang thầy câu số 2 là vector vận tốc tức thời tại một điểm của chuyển động được xác định như thế nào. Thì lại như một câu vậy, nhắc lại cho các bạn về kiến thức về vector đúng không? Về vector. Nào, câu số 2 của các bạn là về vector vận tốc tức thời, câu số 2. Câu này thì các bạn học về định nghĩa rồi, các bạn sẽ trả lời được ngay thầy. Đã là vector thì sao? Thì phải là một đại lượng gì đây? Có phương, có chiều và có độ lớn chứ còn gì nhá. Vector vận tốc tức thời ký hiệu là VT nhá. Theo cái ký hiệu của thầy. Ở trên đó là lượng vector. Đúng không? Vector này thì có cái gì nhỉ? Nhất là điểm đặt. Đặt là ở đâu? Đặt vào vật chứ không đặt vào đâu nữa, đúng chưa? Vật là đối tượng chuyển động mà, đặt vào vật đấy, vào chất điểm đấy. Ok chưa? Và vật này phải là vật chuyển động. Vì có chuyển động thì nó có vector vận tốc, nhớ chưa?
Hướng nào? Hướng thì hướng nào các bạn nhỉ? Hướng theo chuyển động đúng không? Hướng này sẽ là hướng của chuyển động. Đấy. Tiếp theo là cái gì nhỉ? Độ dài đúng không? Ta độ lớn đấy, độ lớn đấy, độ dài cũng được nhá. Được chưa? Độ dài này thế nào các bạn nhỉ? Theo định nghĩa đấy là phải tỷ lệ với gì đây? Tỷ lệ với độ lớn đúng không? Với độ lớn của cái gì? Của độ gì nhỉ? Có vận tốc tức thời đúng không? Có vận tốc tức thời. Được chưa? Có vận tốc tức thời. Được chưa? Đương nhiên là phải theo một tỷ xích cho trước rồi. Là vì học về cách biểu diễn vector ấy thì phải có tỷ lệ xích mà các bạn đúng không? Thì theo một tỷ lệ xích. Được chưa? Tỷ xích này phải là tỷ xích quy ước, tức là cho trước chứ không phải lấy bừa đâu nhá. Nhớ thầy. Ok chưa? Rồi. Thế là xong câu số 2 của chúng ta. Bây giờ bạn tiếp tục cùng thầy sang câu số mấy luôn nhỉ? Câu số 3 đúng không? Câu số 3. Câu số 3 này yêu cầu chúng ta là chuyển động nhanh dần đều và chậm dần đều là gì? Nhắc lại định nghĩa thôi. Cái này các bạn tự nhớ thôi cho thầy đúng không? Chuyển động nhanh dần đều thì sách giáo khoa định nghĩa cho các bạn là gì nhỉ? Chúng ta cùng xem lại cho thầy. Là chuyển động mà gì? Mà vận tốc nó tăng đều, được chưa? Hay chính xác hơn là gì nhỉ? Là chuyển động nhanh dần đều này. Nhắc lại cho các bạn rồi nha. Là chuyển động. Sách giáo khoa cơ bản này gọi định nghĩa rất là buồn cười, nhưng thôi ta cứ theo sách giáo khoa cơ bản đã. Dù sao thì nó cũng gần gũi hơn, được chưa? Là chuyển động thẳng. Được không? Có độ lớn gì đây? Có độ lớn của vận tốc tức thời. Được chưa? Có vận tốc tức thời. Nhớ thầy nha. Về tức thời tăng dần, nó định nghĩa cơ bản thôi mà. Tức là gần gũi là ta hiểu tăng dần. Thế còn nó chưa cho chúng ta biết chính xác như thế nào cả. Nó còn chưa đầy đủ đúng không? Tăng dần theo thời gian. Cái tăng dần đây này, cái đại lực đặc trưng cho cái sự tăng dần đều theo thời gian này thì nó gọi là gia tốc đấy, đúng không? Các bạn đã được học rồi. Còn theo định nghĩa của sách giáo khoa nâng cao ấy thì nó phải là gì nhờ? Là chuyển động thẳng mà có độ lớn của mà gia tốc tức thời không đổi theo thời gian, đúng không? Đó là sách giáo khoa nâng cao. Còn bây giờ theo sách giáo khoa cơ bản thì bạn cứ định nghĩa vậy thầy, tránh trường hợp thầy cô giáo trên lớp bắt bẻ các bạn đúng không? Nào, là chuyển động chậm dần đều nhé, chuyển động thẳng nhé, thầy viết thiếu chữ thẳng. Được chưa? Là ngược lại thôi, đúng không? Là chuyển động, đúng không? Đương nhiên là phải là chuyển động thẳng rồi, đáp ứng quỹ đạo là quỹ đạo thẳng đấy ạ. Được chưa? Có gì nhỉ? Có độ lớn, có vận tốc tức thời thì kêu là trị đối nhá. Ok chưa? Như thế nào nhỉ? Giảm dần, đúng không các bạn? Ở trên là tăng dần mà. Thì cái này nó sẽ là giảm dần theo thời gian. Được chưa? Chính xác phải là giảm dần đều, đúng không ạ? Được chưa? Phải giảm dần đều nhé, các bạn nhớ thầy giảm dần đều. Còn theo định nghĩa của sách nâng cao là chuyển động, trường là chuyển động. À, định nghĩa sách giáo khoa nâng cao là chung cho là chuyển động biến đổi đều ấy, là chuyển động mà có gia tốc tức thời nó không đổi theo thời gian. Còn cụ thể riêng ra cho thằng nhanh dần đều thì là gì nhỉ? Vận tốc tăng đều theo thời gian. Còn chậm dần đều thì là vận tốc giảm đều theo thời gian. Đấy, đó là chậm dần đều. Ok chưa? Rồi, xong rồi thầy. Chúng ta cùng thầy sang luôn câu số mấy? Câu số 4. Câu số 4 của chúng ta. Viết công thức vận tốc của chuyển động thẳng nhanh dần, chậm dần đều và cho rõ gì đây? Dấu của các đại lượng tham gia vào công thức đó. Rồi, lại một câu nữa nhắc lại cho các bạn về cách xác định công thức tính vận tốc. Nào, câu lại câu số 4. Viết luôn cho thầy tổng quát chung. V bằng V0 cộng AT. Ok chưa? Đấy. Nhớ nhá. Bây giờ này, cái dấu của V0 thì xác định như sau. V0 sẽ lớn hơn 0. Khi nào? Khi và chỉ khi V0 vector ấy song song cùng chiều với chiều chiều dương OX. Được chưa? Thì khi đó giá trị V0 là rất là dương. V0 nó sẽ là âm khi và chỉ khi cái vector vận tốc V0 lúc đầu ấy nó song song ngược chiều với chiều OX. Các bạn nhớ nhá. Ok chưa? Đấy. Còn bây giờ thằng A đấy, thằng A thì phải nhớ thầy thằng A này này. Được chưa? Thì theo sách cơ bản thôi. Thì là nếu là nhanh dần, được chưa? A này thì nó sẽ phải có dấu đúng không? Có dấu nó phụ thuộc vào gì nhỉ? Phụ thuộc vào cái tính chất của chuyển động thôi, đúng không? Tính chất của chuyển động là nhanh dần hay chậm dần, đúng không?
Ví dụ trong trường hợp là gì nhỉ? A này, V này, được chưa? Lớn hơn 0, tức là tích AV, đúng không? Tích AV lớn hơn 0. Đây là chuyển động gì đây? À, AV 0 đi, đúng không? Lớn 0. Đây là chuyển động gì? Chuyển động nhanh dần. Nha. Còn tích AV bé hơn 0 thì nó ứng với trường hợp là chuyển động chậm, chậm dần. Được chưa? Và cụ thể là chậm dần đều cho bài này đấy, đúng không? Chậm dần cho thầy nhé. Thế thầy đang làm chung cho các bạn luôn. Ok chưa? Như vậy muốn tìm được dấu của A đấy thì phải xem coi là cái dấu của V thế nào. Mà dấu của V thì ta lấy ở đâu? Lấy phần trên thế này. Phần này thầy. Được chưa? Còn dấu của A thì phải để ý xem bài cho là nhanh dần hay chậm, hay chậm dần. Các bạn lưu ý thầy. Đấy. Tức là AV cùng dấu, cùng chiều khi nhanh dần. Còn AV trái dấu khi nó là chuyển động chậm, chậm dần. Vậy là xong của thầy câu số mấy? Câu số 4. Bây giờ các bạn tiếp tục cùng thầy sang câu số tiếp theo là câu số mấy nhỉ? Câu số 5 đúng không? Câu số 5. Nào câu số 5 của chúng ta nào. Gia tốc của chuyển động thẳng nhanh dần và gì đây? Chậm dần đều có đặc điểm gì? Gia tốc được đo bằng đơn vị nào? Chiều của vector gia tốc của các chuyển động này có đặc điểm gì? Không? Lại nhắc lại vấn đề về gia tốc. Được chưa? Vậy thì nhanh dần đều và tốc đều nó đều có một đặc điểm là gì các bạn nhỉ? Nó cho biết chúng ta là gì đây? Vector gia tốc đúng không? Nó cho chúng ta biết cái gì? Hả? Cho biết được vận tốc nó biến thiên nhanh hay chậm, đúng không? Nó cho ý nghĩa thôi, cho biết là vận tốc biến thiên nhanh hay chậm, đúng chưa? Nhanh hay chậm. Đấy, lưu ý thầy nha. Đương nhiên là nhanh hay chậm theo cái gì, phải theo thời gian đấy, còn theo cái gì nữa. Nhiều bạn cứ thích bắt bẻ thầy chỗ này này. Mình đang xét là cái sự biến thiên của nó theo thời gian mà. Nhanh thì đương nhiên là độ lớn của A sẽ lớn, còn biến thiên mà chậm thì độ lớn của A sẽ bé. Ok chưa? Và nó là đại lượng gì nhỉ? Đại lượng vector, đúng chưa? Như vậy là gia tốc A là đại lượng vector. Mà đã đại lượng vector ấy thì nó phải có cái gì? Nó phải có điểm đạt là tại vật chuyển động, đúng chưa? Có phương, đúng không? Có chiều. Đấy. Ok chưa? Và độ, độ lớn. Lưu ý thầy nhá. Nào tiếp theo nó hỏi cái gì chúng ta ở đây? Nó hỏi ta là được đo bằng đơn vị nào? Rồi, đơn vị chuẩn của nó hay dùng đúng không? Là mét trên dây bình là dựa vào cái thằng A nó bằng delta V này chia cho delta T này. Thì cái tử ấy, đúng không? Đơn vị là mét trên dây chia dây thì mét trên dây bình. Ngoài ra có thể dùng đơn vị là km trên giờ bình, không sao cả. Nhưng mà thường đấy, dùng đơn vị là đơn vị chuẩn nhá, đơn vị chuẩn, ra hay dùng nhất, được chưa? Cm trên giây bình, cm trên phút bình đều được cả. Chỉ cần có được thầy đơn vị của quãng đường độ dài chia cho đơn vị của thời gian bình là được. Đúng chưa? Rồi, nó hỏi cái gì đấy nhở? À, đặc điểm cái gì? Đặc điểm chiều của vector gia tốc của các chuyển động này có đặc điểm gì? Tức là liên quan đến đặc điểm của các vector gia tốc trong các chuyển động, đúng không? Nào, đương nhiên là đặc điểm của gì nhỉ? Của cái vector gia tốc A này, được chưa? Tức là thực ra là về về chiều, à chiều của A nhé, của chiều của A, chiều của A thì các bạn nhớ thầy là gì nhỉ? Là tích A nhân V, được chưa? A nhân V lớn hơn 0, đúng không? Thì nó là nhanh, nhanh dần đều, được chưa? Chuyển động nhanh dần đều nha. Nhanh dần cũng được, không sao cả, vì sau này học nhanh dần thì nó cũng có tích AV lớn không. Ok chưa? Như vậy suy ra một điều là cái vector A này, đúng chưa? Nó sẽ thế nào nhờ? Cùng phương, cùng chiều với vector vận tốc V. Lưu ý thầy. Ok chưa? Còn trong trường hợp là chuyển động chậm dần thì tích AV bé hơn 0. Được chưa? Đây là chuyển động chậm dần đều. Đúng không? Có nghĩa là vector A, được chưa? Song song ngược chiều với vector vận tốc V. Lưu ý thầy. Được chưa nào? Rất là nhẹ nhàng, gọn gàng thôi. Trả lời này cho nó gọn nhá. Như vậy chúng ta xong câu số 5. Các bạn cùng thầy chuyển sang câu số mấy nhỉ? Nào ta sang câu số 6 nào. Viết công thức tính quãng đường đi được của chuyển động thẳng nhanh dần, chậm dần đều. Nói rõ dấu các đại lượng tham gia vào công thức.
Quãng đường đi được trong chuyển động này phụ thuộc vào thời gian theo hàm số dạng gì? Như vậy câu này giúp các bạn ôn tập lại cho thầy về công thức tính quãng đường, được chưa? Nhớ ngay thầy luôn. Nào, công thức tính quãng đường nha. S bằng V0 nhân T cộng với 1 phần 2 AT bình, được chưa? Đương nhiên là dấu của V và A còn phải theo tính chất nữa nhá. Bây giờ yêu cầu là ghi rõ dấu gì? Rồi, ghi rõ dấu đây, được chưa? Thứ nhất là cái V0 này nó sẽ lớn hơn 0. Khi nào? Khi cái gì nhỉ? Chuyển động này theo chiều gì? Theo chiều dương, đúng không? Chuyển động theo chiều dương. Theo chiều dương mình chọn đấy, đúng không? Theo chiều dương. Ok chưa? Tức là thầy hay viết theo kiểu là vector vận tốc V đấy. Được chưa? V0 đây này, nó song song cùng chiều với chiều dương OX. Đấy, viết theo kiểu này. Còn theo lời các bạn tự hiểu là theo chiều dương thì dấu dương, còn theo chiều âm thì dấu thì dấu nó âm. Đúng chưa nào? Đúng không? Tức là V0 bé hơn 0 là khi vật chất điểm chuyển động theo chiều âm, được chưa? Tức là vector vận tốc V0 của các bạn, đúng không? Nó song song ngược chiều với chiều dương mình chọn. Ok, nhớ thầy nhá. Rồi. Bây giờ là gì nhờ? Người ta hỏi bạn tiếp theo là gì đấy? À, còn liên quan đến thằng A đấy chứ nhờ? Thằng A nó thể suýt quên mất thằng A. Là thằng A thì đơn giản rồi, các bạn có ngay thằng A là gì? Thì thấy ngay thầy là lại nhắc lại cái này, nhắc lại những cái này nhiều quá phát mệt cả người đấy các bạn ạ nhờ. AB nó lớn không thì là chuyển động gì đây? Nó chuyển động nhanh dần, đúng chưa? Đấy, viết nhắc lại các bạn đến mấy lần rồi mà các bạn là không thuộc nữa thì thầy cũng hết cách luôn nhá. AV nó bé hơn 0 thì đó là chuyển động chậm, chậm dần. Được chưa? Tức là các bạn phải dựa vào cái gì nhỉ? Dựa vào cái dấu của V0 và tính chất chuyển động chậm dần hay nhanh dần thì mới có được cái dấu của A. Ok chưa? Đấy. Nói lần thứ bao nhiêu rồi? Ok chưa? Rồi. Bây giờ nó hỏi anh ta là quãng đường này nó phụ thuộc vào thời gian theo hàm gì? Tức là hàm bậc 2 này. Hàm bậc 2 thì quỹ đạo là parabol. Đúng chưa? Các bạn, cái này học toán biết rồi. Chẳng lẽ thầy lại phải nhắc lại đâu? Không nhắc lại đâu nhá. Ok chưa? Đây. Như vậy quãng đường đi nó sẽ phụ thuộc theo thời gian là hàm bậc 2. Ta có được đây là hàm bậc 2, là S là hàm của thời gian là V0T cộng với 1 phần 2 AT bình. Đây là hàm bậc mấy? Là hàm số bậc bậc 2. Ok chưa? Thì nó sẽ có dạng, đúng không? Nó có dạng. Có dạng là gì các bạn? Có dạng là parabol nhá, có dạng là parabol. Được chưa? Dạng trong parabol. Ví dụ nha, thầy có thể vẽ bạn ví dụ thế này. Thầy ví dụ. Nếu các bạn lấy trục thời gian này, trục quãng đường đúng không? Ok chưa? Thời gian t bằng 0 này. Được chưa nào? Đấy. Bây giờ khi t bằng 0 thì s nó bằng 0 thế này, đúng chưa? Bây giờ nó có thể là gì nhờ? Nó sẽ xuất phát ví dụ như là t bằng 1 thì các bạn sẽ có được một cái giá trị nào đó chỗ này. Thì nó có thể như thế này này. Đây, nó có thể là thế này. Ví dụ một số trường hợp đặc biệt mà nó có thể diễn ra được cái đường cong parabol kiểu này. Đấy. Được chưa? Đấy chính là mối quan hệ của dạng của cái hàm số quãng đường phụ thuộc vào thời gian thì đó là một đường cong parabol, các bạn lưu ý nhá. Ok. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục cùng thầy sang câu số mấy luôn? Sang câu số 7 đúng không? Bây giờ liên quan đến viết phương trình của chuyển động. Nào chúng ta cùng viết phương trình của chuyển động của thầy nào. Vậy nhắc các bạn lại cũng ôn lại đúng không? Như vậy những câu hỏi này là câu hỏi dễ giúp chúng ta cố lại tất cả kiến thức về lý thuyết các bạn vừa được học xong. Viết phương trình chuyển động thẳng, nhanh và chậm dần đều. Được chưa? Thì tất cả cái này các bạn được xuất phát từ cái việc là chọn hệ trục tọa độ rồi. Gốc thời gian thế nào các bạn phải tự hiểu rõ được cho thầy. Và qua đó bạn sẽ viết được ngay phương trình tọa độ của vật x chỉ 0 cộng V0T cộng với 1 phần 2 AT bình. Nhớ chưa? Ok chưa? X chỉ 0 này là vào thời điểm T bằng 0. Được chưa? Nhớ nhá. Thì các bạn sẽ xác định được cho thầy X chỉ 0. Đúng chưa nào? Tức là X nó bằng X chỉ 0. Đấy. Và hãy xem luôn cho thầy là khi đó vận tốc V ấy, nó bằng V0. Thì cái dấu của nó phải dựa vào chiều và dựa vào quy ước mà các bạn được chọn. Chứ không được nhầm lẫn dấu nhá. V0 này nói rất nhiều rồi. Dương là theo chiều dương mà âm thì nó theo chiều âm. X chỉ 0 này là tọa độ của vật, đúng không? Nếu như ban đầu góc O ở đây
t bằng 0 vật ở chỗ này. Được chưa? Nếu m ở đây mà nằm ở bên phải góc ô thì m sẽ là có giá trị là dương. Được không? X thì m nó sẽ lớn hơn 0. Được chưa? Trong trường hợp này. Đấy. Còn nếu như m nằm bên đâu? Nằm bên trái góc ô. Được chưa? M nằm bên này. Thì đương nhiên là x thì m này nó sẽ thế nào? Phải bé ăn 0. Thôi cái em đã thêm cho các bạn nha. Còn chiều các bạn tốc V bạn biết rất rõ ràng rồi. Ok chưa? Và còn gia tốc dấu của A đấy, dấu của A phải nhớ là gì nhỉ? Phải dựa vào dấu của A nha. Dấu của A thì ta cần phải dựa vào hai cái. Thứ nhất là gì nhỉ? Là vào tính chất chuyển động, là nhanh dần hay chậm dần. Được chưa? Đúng không? Nhanh dần thì AV lớn 0, chậm dần thì AV bé 0. Thứ hai là dựa vào dấu của gì? Dựa vào dấu của gì nữa? Dấu của V. Nhớ thầy nha, dấu của V 0 cũng được. Ok chưa? Rồi, đó chính là nội dung cách viết phương trình của chúng ta. Chúng ta tiếp tục cùng thầy sang câu số mấy? Câu số 8, được chưa? Câu số 8. Nào, câu số 8 của các bạn là thiết lập công thức tính gia tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều theo vận tốc và quãng đường đi được. À giờ ta lại bắt chứng minh à? Câu này lại bắt các bạn chứng minh công thức. Thì có vấn đề gì đâu? Ta chứng minh người ta lại sẽ nhớ được thôi, đúng không? Bắt đầu chứng minh từ đâu nhỉ? Nãy thầy chứng minh rồi. Giờ thầy lại viết lại lần nữa này, đúng như nào? S này, quãng đường đúng không? V0t cộng với 1/2 AT bình. Ok chưa? Và công thức tính vận tốc của chuyển động biến đổi đều V bằng V0 cộng gì? Cộng AT. Xuất phát từ hai cái này thầy nhá. Và từ đây các bạn suy được ngay thầy T là bằng V trừ cho V0 chia cho A. Ok chưa? Thay vào đâu? Thay vào cái phương trình gì đây? Thay vào phương trình 1 đúng không? Tức là thay vào S. Được chưa? Thay vào cái thức này là thức 1. Được chưa? Thay vào 1. Đấy, bạn suy được ngay thầy luôn này. Là S V0 nhân với V trừ cho V0 chia A cộng với 1/2 A nhân với T bình V trừ cho V0 trên A tất cả bình. Bây giờ bạn rút gọn nha. Nãy thầy không rút gọn cho các bạn, bây giờ rút gọn cho bạn xem này. Nhân vào thầy thôi, nhân vào quy đồng đi nhá. Được không? Nhân vào quy đồng. Còn nếu không thích ấy, thì tách ra có nhân tự chung này. Là V trừ cho V0 chia A là nhân tự chung. Cái này là còn thừa số là V0 này cộng với 1/2. Được chưa? À, còn dư ra cái gì nhỉ? Dư ra cái thằng đây là A này, với A bình thì mất đi, gọi là còn A dĩ mẫu thì sẽ còn dư ra một cái thằng là V trừ cho V0. Ok chưa? Rồi giúp bạn tiếp với thầy, ta giữ nguyên cho thầy cái số thừa số đầu tiên. Cái này các bạn chịu khó quy đồng ra thầy, à quên, rút gọn là V0 này. V0 với trừ cho 1/2 V0 thì nó sẽ ra là V0. V0 trên 2 cộng với V thì sẽ là V0 cộng V chia cho 2. À vậy có hằng thức các bạn này, hai nhân với nhau đúng không? Bạn suy được ngay thầy S nó bằng gì? Hai cái này là A trừ B nhân A cộng B đúng không? Thì là V bình trừ cho V0 bình chia cho gì đây? Chia cho 2A. Đấy. Ok chưa? Nếu cầu là tính gia tốc A ấy gì theo quãng đường đi gì thì ngược lại, suy ngược lại A bằng gì? V bình trừ cho V0 bình chia cho gì đây? 2S là quãng đường đi. Đó, chính là cái mà bạn thành lập được. Xong chưa? Đúng không? Các bạn nhớ được rồi, giờ không cần chứng minh nữa đâu nhá. Chứng minh là chứng minh cho đối phó trong lớp thôi, nhớ chưa? Chúng ta cùng thầy sang các câu bài tập nào, câu số 9 này nhá. Chọn câu đúng cái gì? Ok, nào. A này, gia tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều bao giờ cũng lớn hơn gia tốc của chuyển động thẳng chậm dần đều. Vậy câu này bạn thấy là gì nhỉ? Mình học nãy giờ về chuyển động nhanh dần đều và chậm dần đều rồi. Chả bao giờ nói đến cái chuyện là gia tốc đúng không? Nó lớn hơn gia tốc của chuyển động chậm dần đều cả. Được chưa? Cái này không thể khẳng định được như vậy, cái này nó sai. Các bạn lưu ý thầy nhá. Là về tính chất của nhanh dần, chậm dần đấy là nó sẽ thế nào nhỉ? Nó chỉ xác định dựa vào dấu của tích AV thôi. Dựa vào dấu của tích A nhân V này. Tại cái thời điểm mà chúng ta đang xét đấy, đúng không? Do vậy không thể khẳng định được là gì nhờ? Là cái gì đây? Gia tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều bao giờ cũng lớn hơn gia tốc của chuyển động thẳng chậm dần đều. Hoặc là chuyển động nhanh dần đều có gia tốc lớn, được chưa? Thì có vận tốc lớn, thế này là không được rồi. Thì đương nhiên là các bạn thấy ngay là thể là câu A này là không chính xác nhá.
Ok chưa? Không thể nói được cái độ lớn của nó đâu, giá trị của nó đâu, mà nhanh dần hay chậm dần là dựa vào cái tích này thôi, cái dấu của tích này thầy nhá. Lớn không nhanh dần và bé không là chậm dần. Nào còn câu B thì sao? B có sai không? Chuyển động thẳng nhanh dần đều có là tốc lớn thì vận tốc lớn hơn. Đây cũng chính là cái mà thầy vừa nói các bạn đây. Không khẳng định được nhá. Nhanh dần chậm dần là dựa vào tích dấu dấu của A nhân V. A lớn hay A bé hay là V lớn về bé cũng mặc kệ. Quan tâm ở đây là quan tâm về dấu của hai thằng. Các bạn lưu ý. Như vậy là B sai, sai không lấy đâu, loại thầy luôn đi. Như vậy từ cái việc là dựa trên dấu AB bạn suy được ngay thầy là AB là sai. Câu C là gì nhỉ? Là chuyển động biến đổi đều có gia tốc tăng giảm đều, có gia tốc tăng lại còn giảm đều theo thời gian đấy. Rồi ngay chỗ này là sai rồi, nó không chuẩn gì cả, vậy C sai luôn nhá. Là về chuyển động thẳng biến đổi đều ấy, định nghĩa là gì nhỉ? Là vận tốc đúng không? Ví dụ trong chuyển động thẳng biến đổi đều thì vận tốc nó phải tăng hoặc nó phải gì nhỉ? Nó phải giảm đều theo thời gian. Thế còn gia tốc A đấy nó không đổi. Đây nó bảo A là tăng giảm đều theo gian, như vậy là sai rồi. Vậy là C nó sai. Được chưa? Vì trong chuyển động biến đổi đều thì A đấy về độ lớn đấy nó sẽ là bằng hằng số. Hằng số này thầy viết tắt là bằng constant tiếng Anh. Các bạn lưu ý nhá. Còn đây nó phụ thuộc là sai. Câu D thì đúng rồi đúng chưa? Vì đương nhiên là ba câu trên sai thì cũng như là câu D sẽ đúng. Thì bạn sẽ chọn D thầy. Ok cho chọn D thầy nhá. Gia tốc trong chuyển động thẳng nhanh dần đều có phương chiều và độ lớn không? Không đổi, quá chính xác luôn. Đây, đúng chưa này? Đúng không? Về độ lớn là không đổi rồi đúng không? Phương ấy, trong nhanh dần đều thì cái dạng vector gia tốc A thì nó sẽ cùng phương với, cùng chiều với luôn vector vận tốc delta V. Đúng chưa? Nó song song cùng chiều luôn với thằng này. Đây là áp dụng cho nhanh dần đều nhá. Còn chậm dần đều thì A và V, A và delta V thì lại phải ngược lại. Nhớ thầy nó chay dấu nhá. Ok chưa? Rồi vậy mình sẽ chọn cho thầy là câu 9 của chúng ta. Tóm lại là câu 9 của các bạn là ta cần phải chọn gì đây? Chọn câu câu D là câu chính xác. Bây giờ bạn tiếp tục cùng thầy sang câu số 10. Nào câu số 10 này này. Vẫn là một câu trắc nghiệm lý thuyết được chưa? Trong công thức tính vận tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều V bằng V0 cộng AT. Thì bài này yêu cầu chúng ta là xác định dấu của các đại lượng trong bộ thuyết này thôi. Đúng không? Nhanh dần đều thì nói ngay thầy luôn là tích A nhân với V0 là phải lớn hơn 0. Ok chưa? Đấy. Như vậy ta không thể khẳng định được là V luôn dương hoặc là A luôn dương. Như vậy là A và B sai nhá. Câu số 10 này. Thì nhanh dần đều tích AV lớn hơn 0. Như vậy điều này khẳng định luôn cho thầy là không thể xác định chính xác được cái dấu của A và dấu của V và A luôn luôn dương là luôn luôn dương là sai. Ok chưa? Là vì sao? Là vì nó mày A nó âm thì V nó âm, đúng chưa? A nó dương thì V nó dương, mà sao mà luôn dương luôn âm được? Vậy đương nhiên là AB nó sai. Nhá. Còn câu C là gì? A luôn cùng dấu V chuẩn luôn, đúng chưa? Đúng không? Đây là thời điểm ban đầu, là thời điểm bất kỳ thì là AB lớn hơn 0. Đấy. Luôn nhớ thầy nha, cái V0 là thời điểm ban đầu, còn cái thời điểm T bất kỳ thì AB lớn hơn 0, như vậy AB nó cùng dấu nhau thì đương nhiên là câu C là câu câu đúng. Vậy bạn chọn luôn cho thầy là gì? Chọn C. Còn câu D là ngược dấu là sai rồi, đúng chưa? Đấy. Các bạn tiếp tục cùng thầy sang câu số 10, câu số 11. Công thức nào dưới đây là gì nhờ? Là công thức liên hệ giữa vận tốc, gia tốc và quãng đường đi được của chuyển động gì đây? Chuyển động thẳng nhanh dần đều, đúng chưa? Nhanh dần đều. À, cái này nãy thầy vừa chứng minh cho các bạn rồi đúng không? Câu số 11 này. Nãy mình vừa mới ôn tập xong. Được chưa? V bình trừ cho V không bình bằng gì đấy? Bằng 2AS đúng không? Vậy là D đúng, chọn ngay D thầy. Cái này không cần phải nghĩ ngợi nhiều đâu nhá. V bình trừ V không bình bằng 2AS thì không phải là căn đâu nhá. Nhiều bạn lại cứ nhầm nó bình hóa là căn ra là được, không phải. Căn đơn nó có dạng, có cái dạng là V cộng V không tất cả bình bằng 2AS đâu, không hề có như vậy đúng không? Mà là V bình trừ V không bình bằng 2AS. Như vậy câu 11 này các bạn phải chọn thầy là chọn D. Ok chưa? Hy vọng các bạn không được nhầm câu này đâu nhá. Câu này rất nhiều bạn công thức mà cứ bị nhầm là không được đâu nè. Rồi hết trắc nghiệm rồi. Bây giờ chuyển sang thầy các câu bài tập nào. Câu số 10 mấy đây? Câu số 12. Câu 12 này liên quan đến bài tập của chúng ta là tính cái gì đây? Tính một đoàn tàu rời ga chuyển động thẳng nhanh dần, đúng chưa? Và nhanh dần đều. Sau 1 phút tàu đạt tốc độ là 40 km/h. Bây giờ yêu cầu các bạn là tìm cho thầy câu A
là tính ra tốc của đoàn tàu. Có cái từ là sau 1 phút đúng các bạn nhỉ? Delta T là 1 phút. 1 phút này bạn tính ngay thể bằng 60 giây. Được chưa? Và đạt tốc độ đúng không? Rời ga, các bạn nhớ lúc rời ga là lúc ban đầu là V bằng 0 ấy. Bây giờ nó tăng tốc lên đấy này, bạn có được ngay thể delta V luôn. 40 km/h. Đấy, đổi sang mét trên giây nào. Thì đấy 40 chia cho 3,6, tức là nhân 1000 chia 3600 đấy. Thì nó là chia cho 3,6 ấy. 40 chia cho 3,6 này thì nó là bằng 100/9 thôi. 11,11 nó hơi xấu. Thôi thầy để theo phân số nhá, 100/9 này, mét trên giây. Được chưa? Rồi, tôi suy được ngay thầy ra tốc A, đúng không? A nó bằng delta V chia cho delta T. Đấy, 100/9 mà chia cho 60, các bạn chia 60 luôn thầy. 5/27 mét trên giây. 5/27 mét trên giây bình, nhớ thầy nhá. Ok chưa? Tức là lấy xấp xỉ cho thầy nó sẽ là bao nhiêu nhỉ? 0,185 đấy. Vậy giờ với tốc độ gia tốc này hơi nhỏ đúng không? 185. Được chưa? Mét trên giây bình, xấp xỉ thôi nhá. Nhớ thầy điều đó. Ok chưa? Rồi, bây giờ bạn tiếp tục cùng thầy sang câu B luôn nào. Tính quãng đường mà tàu đi được trong 1 phút đó. Ta có được ngay là thời gian là 1 phút. Lúc bắt đầu ấy thì V0 nó bằng 0. Được chưa? Sau 1 phút thì V nó sẽ là bằng 40 km/h, tức là bằng 100/9 m/s. Gia tốc thì có rồi. Các bạn tính được ngay quãng đường bằng công thức độc lập là V bình trừ cho V không bình bằng 2A nhân VS. Các bạn suy được ngay thầy quãng đường đi S. Được chưa? Các bạn nhớ trình bày lời giải đàng hoàng nhé. Để thầy nói mồm thì các bạn nên chịu khó nghe lời giải thầy và nhìn vào thầy. Đấy, thay số vào thầy thôi. Thay số vào bấm máy luôn nhá. Thầy bấm luôn cho các bạn. Được chưa? Còn các bạn muốn biết chi tiết thì lên web Việt Giác xem lại lời giải thầy luôn. Ok chưa? Thầy sẽ là 100 bình phần 9 bình này, trừ cho 0 thì có nghĩa là bằng 0 rồi, không biết nữa. Mẫu ta là 2 nhân A. A của các bạn để phân số chuẩn cho thầy là 5/27. Ra 1000/3. 1000/3 mét. Ok chưa? Lấy xấp xỉ cho thầy nào. Thì sẽ là bằng 333,33 mét. Ok chưa? Không ai thắc mắc cái này nữa nhá. Tiếp tục nào. Câu C của chúng ta là yêu cầu gì đây? Nếu tiếp tục tăng tốc như vậy thì sau bao lâu nữa tàu sẽ đạt với tốc độ là 60 km/h? Nếu tiếp tục tăng tốc đúng không? Tức là vẫn giữ nguyên cái gia tốc A của chúng ta là vẫn là bằng bao nhiêu? Bằng 5/27 m/s bình. Đấy, tôi bảo là vẫn tăng tốc như vậy mà. Thì sau bao lâu nữa, tức là cái vận tốc mà V thầy đang xét là cái V đạt được cái này là 60 km/h, thì các bạn đang dùng là A là mét trên giây bình mà, thì bạn đổi cái này ra mét trên giây, bạn chia cho 3,6 đúng không? 60 chia 3,6 là 50/3 mét trên giây. Chúng ta cách đổi km trên giờ ra mét trên giây nhá, chia 3,6 thì là xong thôi. Nào, nó hỏi thời gian đúng không? Sau bao lâu mà, thì bạn sẽ có được ngay thầy là V thì bằng V0 cộng với AT. Đúng chưa? AV này là cùng dấu với nhau rồi, là vì nó nhanh dần đều mà. Đúng chưa? Thay vào thầy thôi, bạn suy được ngay thầy thời gian cần tính này. T bằng V trừ cho V0 chia cho A. Thay số vào thầy, V là 50/3, V0 ban đầu bằng 0. Ok chưa? Nhớ nhá. Đấy, nhưng mà đây là thời gian này là thầy đang bắt đầu, là từ lúc bắt đầu chuyển động đấy nhá. Các bạn lưu ý thầy không bị nhầm đấy. Cái A này của các bạn đang là 5/27, thì nó sẽ ra là 50/3 chia cho 5/27 thì là bằng 90 giây. 90 giây. Nhưng lưu ý này, ở đây là từ lúc bắt đầu chuyển động cho đến lúc đạt cái vận tốc là 60. Nhưng bài nó hỏi các bạn là gì? Tiếp tục tăng tốc như vậy thì sau bao lâu nữa? Sau bao lâu nữa nhá? Tức là tính từ cái lúc mà gì nhờ? Tức lúc mà đạt được tốc độ 40 đấy, đúng chưa? Thì bạn nhớ thầy là từ lúc đấy thì sau bao lâu nhờ? Như vậy là sau bao lâu? Sau bao nhiêu giây? Sau một khoảng thời gian là 90 giây trừ cho lúc đầu là 1 phút là 60 giây, đúng chưa? Thì nó sẽ là bằng 30 giây, đúng không?
Được chưa? Kể từ khi nào? Kể từ lúc mà có vận tốc V ấy là bằng bao nhiêu nhỉ? Bằng 40 km trên giờ đấy. Được chưa? Thì kết quả phải là 30 giây chứ không phải là 90 giây. Nên khi đọc đề đấy, những cái từ ngữ văn chương ấy, cố gắng cẩn thận cho thầy không lại bị sai oan nha. Lưu ý với thầy. Ok chưa? Đấy. Có một cách làm khác nữa là bạn cứ làm trực tiếp luôn thầy. Còn một cách nữa, cách số 2, các bạn làm trực tiếp luôn là từ lúc đặt cái vận tốc là V1 đi là bằng 40 km trên giờ. Đúng không? Là bằng 100 bao nhiêu nhỉ? 100 phần 9 ấy, mét trên giây đấy. Được chưa nào? Cho đến khi đạt cái vận tốc là V2 là bằng 60 km trên giờ. Tức là bằng 50 phần 3 mét trên giây. Được chưa? Thì các bạn sẽ tính được ngay khoảng thời gian này luôn, là cái thời gian delta t. Được chưa? Là cái thời gian mà thêm rồi đấy, để cho nó đạt được cái vận tốc này từ 40 thì sẽ là bằng V2 trừ cho V1, các bạn chia ra tốc A. Các bạn cũng thay số vào, bạn cũng thu được kết quả sẽ là bằng 30 giây. Nhớ thầy nha. Đấy, đó là cách số 2 của các bạn. Các bạn dùng cách nào cũng được, nhưng mà đọc đề phải cẩn thận vào thầy. Chúng ta tiếp tục cùng thầy sang câu số 13. Một ô tô đang chạy thẳng đều với tốc độ 40 km trên giờ bỗng tăng ga, tức là tăng tốc lên này các bạn, để cho chuyển động nhanh dần đều. Tính ra tốc của xe, biết rằng sau khi chạy được quãng đường là 1 km thì ô tô đạt được tốc độ là 60 km trên giờ. Như vậy bạn có thể là V1 đúng không? Câu số 13 của các bạn. Được chưa? V1 là bằng 40 km trên giờ. Lưu ý nha, các bạn có thể là để nguyên cũng được, các bạn đổi cũng được, tùy các bạn thôi. Nếu ai mà thích đổi sang đơn vị mét trên giây thì bạn chia 3,6 là ra được 100 phần 9 mét trên giây. Chờ giống như câu trên các bạn đổi đấy, được chưa? Và sau đó là đi sang một quãng đường là S là bằng 1 km thì được vận tốc V2 là bằng 60 km trên giờ. Các bạn đổi cũng được, các bạn đổi sang mét trên giây thì là bằng 50 phần 3 mét trên giây. Được chưa? Và nhớ thầy là quãng đường đi được lúc này bài cho là 1 km, các bạn có thể để nguyên 1 km thầy, và các bạn có thể đổi sang đơn vị mét cũng được, thầy làm phát hai cái cho bạn luôn là 1.000 m. Ok chưa? Bây giờ nó hỏi gia tốc thì bạn sẽ áp dụng với thầy công thức liên hệ giữa vận tốc và gia tốc và quãng đường, v trừ đây là v2 bình trừ cho v1 bình, được chưa? Bằng 2 nhân a nhân với s. Đấy. Và bạn suy được ngay thầy công thức tính gia tốc A là V2 bình trừ cho V1 bình và chia cho hai lần quãng đường đi. Đúng không? Các bạn có thể để theo đơn vị là km và bấm thầy ra gia tốc A dạng đơn vị là km trên giờ bình. Còn không thì bạn đổi sang giây. Bây giờ thầy sẽ bấm cho bạn theo hai cách nhá. Nhất là bằng 60 bình nếu thầy dùng km trừ cho 40 bình chia cho 2 nhân với 1. Được chưa? Thì ra thì có thể kết quả nó sẽ là 60 bình trừ cho 40 bình này, các bạn chia cho 2 thì ra là 1.000 km. Được chưa? Đơn vị nó sẽ là km giờ, với chia cho giờ thì thành chia giờ bình. Được chưa? Đâm ra là cái này là km đúng không, chia cho km bình là km bình nó mất đi rồi này, chia thành km thì nó mất đi còn mỗi km thôi, còn giờ vẫn là giờ bình đấy. Ok chưa? Còn nếu các bạn để theo đơn vị là mét trên giây và đổi ra gia tốc A là mét trên giây bình thì nó sẽ là 50 phần 3 tất cả bình trừ cho 100 phần 9 tất cả bình, và là chia cho hai lần S tức là 2 nhân 1.000. Các bạn sẽ ra được kết quả dạng là mét trên giây bình như thế này. Bấm bình thường thôi, 100 bình chia cho bao nhiêu? 100 bình phần 9 bình này trừ cho 50 bình chứ phải lộn. 50 bình này. Được chưa? 50 bình chia cho 9 trừ cho 100 bình chia cho 81 bình cho nhanh. Được chưa? Sau đó chia cho thầy là 2.000. Thì hiện ra là 0,077 mét chia dây bình. Đó. Bạn dùng thế nào cũng được nhá, tùy các bạn thôi. Như vậy ta xong thầy câu số 13. Chúng ta cùng thầy sang câu số 14 nào. Một đoàn tàu gì đây chạy với tốc độ là 40 km trên giờ. Như vậy câu số 14 này này, đang chạy với tốc độ 40 km trên giờ thì hãm phanh, tức là làm cho vận tốc sẽ bị giảm sau đó đấy.
và chuyển động thẳng lên bạn này chậm dần đều để vào ga. Bạn có được ngay thể luôn. Chọn góc thời gian là lúc bắt đầu gì nhỉ? Lúc bắt đầu vào ga đấy. Ok chưa? Là vận tốc là 40. Thì cái V đó gọi là V0 đi các bạn. Được chưa? Là 40 km/h. Các bạn đổi sang mét trên giây thầy luôn thì nó sẽ là bằng 100/9 m/s. Đấy. Bây giờ sau 2 phút thì tàu dừng lại, tức là vào thời điểm T là 2 phút. 2 phút này là bằng 120 giây. Được chưa? Đấy, thì khi đó là vận nó dừng lại thì nghĩa là cái V các bạn khi đó sẽ là bằng 0 nha, V bằng 0. Bây giờ tính gia tốc của đoàn tàu rất nhẹ nhàng rồi. Ok chưa? Người ta có ngay thầy được là gia tốc A, đúng chưa? Là bằng V trừ cho V0 chia cho khoảng thời gian biến thiên này là T. Được chưa? T trừ cho 0 luôn, là vì lúc đầu là bằng 0 mà. Là gốc thời gian của các bạn đấy. Thay số vào thầy nha. 0 trừ cho 100/9. Được chưa? Chia cho thời gian T là 120. Bằng bao nhiêu nhỉ? Các bạn bấm luôn thầy nha. Là trừ 100 chia cho 9 này. Và chia cho 120. Thì nếu mà để theo phân số ấy thì nó sẽ là bằng trừ 5 phần bao nhiêu? Phần 54 mét trên cho dây bình. Ok chưa? Còn nếu bạn nào mà lấy gần đúng với thầy nha thì nó sẽ xấp xỉ là bằng bao nhiêu đây? Trừ 0,09259, vậy là 26 đi, mét trên dây bình. Được chưa? Các bạn thích để nào được. Đây A âm là đúng thôi, là vì đây chuyển động chậm dần đều mà. Vì bạn chọn lúc đầu là V0 là dương thì đương nhiên là A phải âm rồi. Ok chưa? Là vì nó chậm dần đều nhá. Rồi, ở câu B là tính quãng đường mà tàu đi được trong thời gian hãm. Tức là quãng đường đi, đúng không? Quãng đường đi. Vậy là tính ngay thầy có hai cách tính, đúng không? Là các bạn sẽ dùng một thầy công thức độc lập là gì nhỉ? V bình trừ cho V không bình nó bằng 2AS. Bạn thay vào bạn tìm được ngay quãng đường S luôn này. Là V bình trừ cho V không bình và là chia cho 2A. Các bạn nhớ nhá này. Tính quãng đường mà tàu đi được trong thời gian hãm, tức là 120 giây của các bạn đấy, lúc bắt đầu vào ga đấy. Thay số vào thầy thôi. Cái này là không bình thì giữ nguyên rồi. Còn V0 của các bạn là 100/9 tất cả bình rồi, bình lên thầy nữa. Được chưa? Và chia cho 2A. A các bạn nên để phân số luôn đi cho nó đỡ bị đấy nhá, cho đỡ bị sai số này, trừ cho 5/54 thầy. Đấy. Được chưa? Và bấm máy thầy thôi. Thì chắc chắn là thành dương rồi, là vì âm với âm nó triệt tiêu nhau mà. Thì nó sẽ là 100/9. Các bạn lại chia cho thầy là 2 × 5/54, đúng không? 54 nhé, cẩn thận thầy. Cho đỡ sai số mà. Thì ra 2000/3. 2000/3 tức là xấp xỉ là 66,67. Ok chưa? Mét. Đấy, đó là một cách tính. Cách số 2 là các bạn có thể dùng trực tiếp luôn cho thầy cái công thức tính quãng đường mà bạn được học. S là bằng V0T, đúng không? Cộng với 1/2AT bình. Được chưa? Các bạn thay số vào thôi. V0 này các bạn chọn lúc đầu là 100/9, đúng không? T bài cho là 120. Gia tốc A trong trường hợp này là chuyển động chậm dần thì nó phải là trái dấu với V0, thì sẽ là trừ 5 phần bao nhiêu? Trừ 5/54 nha. Nhân với T bình là 120 bình. Các bạn cũng ra được kết quả giống hệt ở trên luôn, là 66,67 mét. Ok chưa? Đấy, đó chính là cách chúng ta làm cái bài số 14. Ta đã áp dụng công thức cơ bản cái, nhưng phải hiểu thầy ghi dấu của chúng trong các trường hợp là được. Chúng ta cùng thầy sang câu số 15. Một xe máy đi với tốc độ là 36 km/h, bỗng nhiên là thấy một cái hố trước mặt cách xe là 20 m, thì người này sẽ phanh gấp và xe đến sát miệng hố thì dừng lại. Tức là từ lúc phanh ấy đến lúc dừng lại thì quãng đường sẽ là 20 m. Bạn có ngay thầy câu số 15 này một số thông tin cơ bản sau. V ban đầu đi, được chưa? Là V0 nhá. Được chưa? Lúc các bạn đã hãm phanh gọi là V0, là 36 km/h. Đổi sang mét trên giây thì bạn chia cho 3,6 thì sẽ là bằng 10 m/s. 10 m/s. Ok chưa? Rồi, bây giờ là gì nhỉ? Sau đó thì còn được quãng đường là S, nó bằng bao nhiêu các bạn? Bằng 20 m. Được chưa? Thì khi đó là V nó bằng bao nhiêu? V nó bằng 0. Vì nó dừng lại ngay sát miệng hố. Bây giờ tính gia tốc của xe rất nhẹ nhàng rồi, đúng không? Cũng đơn giản rồi đúng không các bạn? Tính ngay thầy luôn nhá. Nào, tính gia tốc của xe câu A. Ta áp dụng ngay thầy công thức tính gia tốc của xe A, nó bằng V sự biến thiên vận tốc này. Được chưa? À đây không có thời gian đúng không? Không có thời gian thì các bạn dùng ngay thầy là V bình trừ cho V không bình
chia cho 2S. Là vì V bình trừ V không bình bằng 2AS mà, S là đường đi ấy. Bạn thay số vào luôn. V là 0 này, không bình trừ cho V không bình là 10 bình chia cho 2S, S đây là bằng 20 mét. Đấy, thay vào thầy thì sẽ là 100, đúng không? 100 mà chia cho 40, đúng không nhỉ? 100 chia 40 thì sẽ bằng 2,5, đúng không? Âm 2,5. Âm 2,5 các bạn nhé, là vì đây là chuyển động chậm dần. Và các bạn chọn V ban đầu là dương mét trên dây bình. Ok chưa? Đấy, thời gian là tốc A. Bây giờ tính thời gian hãm phanh. Vậy là câu B của các bạn là thời gian hãm phanh. Đấy, rất đơn giản đúng không? Thời gian hãm phanh tức là thời gian mà từ lúc V bằng V0 cho đến lúc bao nhiêu, lúc giảm về 0 đấy. Thì bạn sẽ có được có thể là V này là bằng V0 cộng AT. Được chưa? Bây giờ V bạn thay bằng 0 là lúc dừng lại, còn V0 là các bạn chọn lúc đầu là 10. Được chưa? A các bạn có là trừ 2,5. Được chưa? Thời gian là cái bạn cần tính là T. Các bạn suy được ngay thầy là thời gian nó bị từ lúc phanh cho lúc dừng lại hẳn, đúng không? Thì sẽ là bằng 10 chia cho 2,5. 10 chia cho 2,5 thì bằng 4, đúng không các bạn? Được chưa? Như vậy là 4 giây. Như vậy là phanh mất 4 giây thì mới dừng lại được. Đấy. Như vậy là những câu này cũng chỉ là những câu giúp các bạn vận dụng thành thạo các công thức cơ bản thôi. Công thức tính quãng đường, công thức liên hệ giữa vận tốc, đúng không? Gia tốc và quãng đường nha. Các bạn lưu ý thầy những công thức đó và các hệ quả liên quan thôi. Người ta không hỏi V, người ta đi hỏi A. Thay vì hỏi A chán, người ta lại hỏi S, đúng không? Hỏi cho S để đi hỏi gia tốc A, rồi hỏi thời gian. Chúng ta phải vận dụng linh hoạt vào thầy nha. Ba công thức cơ bản phải nắm được cho thầy trong dạng bài này. Rồi, như vậy chúng ta kết thúc cho thầy cái bài tập của cái dạng bài số mấy nhỉ? Của dạng bài số 3 về chuyển động thẳng biến đổi đều. Các bạn xem lại thầy lý thuyết và ôn lại bài tập. Bây giờ bạn tiếp tục cùng thầy sang bài số 4. Khóa học về rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Vietjet.